Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 26. Dưới sự gia trì của thất trọng kiếm ý, trăm chuôi khỉ kiếm màu xanh giống như là thực thể, ẩn chứa bên trong là năng lượng kinh khủng, làm cho không gian quanh thân Mạc Khinh Ngữ không ngừng chấn động, cứ như thể tùy thời đều có thể vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, đám người ma tộc cùng yêu tộc một bên biến đổi sắc mặt, bọn hắn không nghĩ tới trong đám nhân loại lại có cường giả mạnh mẽ như vậy. Thần sắc của hai người Ma Kha cùng Hồn U ngược lại rất bình tĩnh, chỉ là sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa một tia ngưng trọng. Thần sắc của Dương Diệp trở nên vô cùng ngưng trọng, thực lực của Mạc Khinh Ngữ trước mắt thật sự rất mạnh. Đừng nói với trạng thái hiện tại của hắn, ngay cả khi hắn ở trạng thái mạnh nhất thì cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Cộng với việc lúc trước còn bị Ma Kha đánh trọng thương, lúc này hắn sao có thể ngăn cản đối phương? Mình cuối cùng vẫn là quá yếu. Lắc đầu, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tay phải bỗng nhiên nắm chặt, phanh, một tiếng vang nhỏ, y phục trên cánh tay phải của Dương Diệp trong nháy mắt rách ra, lộ ra cánh tay đầy những gân xanh như những con giun. Lúc này, không thể ngăn cản cũng phải ngăn cản. Đúng lúc này, 100 chuôi khỉ kiếm màu xanh lơ lửng trước mặt Mạc Khinh Ngữ đột nhiên dừng lại, sau một khắc, đột nhiên hóa thành trăm tia sáng mãnh liệt bắn ra. Đồng tử Dương Diệp kịch liệt co rút, ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ thì trăm đạo kiếm quang màu xanh kia đột nhiên hợp lại làm một, đồng thời tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Khi hắn còn chưa kịp xuất thủ, nó đã đâm vào trước ngực hắn. Khí kiếm màu xanh hơi dừng lại, sau đó lập tức, xùy, một tiếng từ trước ngực hắn xuyên qua. Dương Diệp đột nhiên trợn mắt, thân thể cứng đờ ở chỗ đó, thế nhưng đúng vào lúc này, Mạc Khinh Ngữ đột nhiên biến mất tại chỗ, mang theo một cơn gió lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đón lấy, cầm một thanh khí kiếm màu xanh đâm xuyên qua đan điền của Dương Diệp, ngay sau đó bỗng nhiên xoay tròn kiếm. Kiếm ý nổ tung trong đan điền của Dương Diệp, trong nháy mắt xoắn nát đan điền của Dương Diệp. Nguyên lai cái gọi là kiếm hoàng lại không chịu nổi một kích như vậy. Nhìn Dương Diệp, Mạc Khinh Ngữ lắc đầu, thân hình lóe lên, về lại vị trí lúc trước của nàng, sau đó nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch một bên, nói. Nếu như muốn báo thù cho Tình Lang, người biết nên đi chỗ nào tìm ta rồi đấy. Nói xong, kiếm quang lóe lên, nàng ngự kiếm mà đi. Ma Kha nhìn thoáng qua đan điền của Dương Diệp, nơi đó có một cái lỗ kiếm lớn bằng nắm đấm vô cùng bắt mắt. Ma Kha lắc đầu, sau đó mang theo đám người ma tộc quay đầu rời đi. Đan điền bị đánh nát, Dương Diệp dù có thể sống sót thì cũng bất quá chỉ là một phế nhân, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ với một phế nhân, bởi vì như vậy quá là mất phẩm giá. Hồn U nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Dương Diệp là kiếm tu. Hơn nữa còn là một kiếm tu lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý, nếu như có thể thôn phệ linh hồn của Dương Diệp. Thực lực của hắn nhất định có thể gia tăng rất nhiều. Chỉ có điều nếu hắn làm vậy thì tất sẽ khiến cho nữ tử Bạch Phát kia điên cuồng trả thù. Hắn đương nhiên là không sợ, thế nhưng trừ hắn ra, tộc nhân mà hắn mang tới chỉ sợ cũng sẽ có hơn 3 phần sẽ bỏ mạng tại đây. Nghĩ đến điều này, Hồn U lạnh lùng nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch cùng Dương Diệp. Sau đó mang theo đám người minh tộc quay người rời đi. Chẳng biết từ lúc nào, Hiểu Vũ Tịch đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn hai mắt khép hờ cùng hai lỗ kiếm trước ngực Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch có chút ngây người. Không phải nàng lúc trước không xuất thủ cứu giúp, mà là tốc độ của Mạc Khinh Ngữ, kẻ đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức nàng căn bản không kịp ngăn cản. Ta đi báo thù cho ngươi. Hiểu Vũ Tịch nói xong câu này, quay người tính rời đi thật nhanh. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên giữ tay nàng lại. Thân thể Hiểu Vũ Tịch cứng đờ, bỗng lập tức quay người nhìn đôi mắt đã mở ra của Dương Diệp, giọng nói mang theo run rẩy, hỏi. Ngươi, còn sống? Dương Diệp đương nhiên là còn sống, nếu như Mạc Khinh Ngữ không đánh thêm một kiếm thì hắn thật sự sẽ chết, bởi vì Dương Diệp hắn dù sao cũng không phải là thần. Nhưng Mạc Khinh Ngữ lại bổ thêm một kiếm, phế bỏ đan điền của hắn. Đúng vậy. Sở dĩ hắn còn sống cũng là bởi vì đan điền bị hủy. Hắn vốn dĩ sẽ chết, thế nhưng ngay tại giây phút đan điền bị hủy, Tiểu Tuyền nguyên bản một mực trầm mặc đột nhiên bành trướng một trận, sau đó, oanh, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, Tiểu Tuyền xuất hiện ở vị trí cũ của đan điền nguyên bản của hắn. Không, phải nói là đan điền nguyên bản của hắn đã biến thành thế giới của Tiểu Tuyền. Nói ngắn gọn, Tiểu Tuyền đã trở thành đan điền của hắn. Sau khi Tiêu Tuyển trở thành đan điền của hắn,
huyền khí kim sắc bên trong tiểu tuyền giống như vỡ đê mà dũng mãnh lao chung quanh hắn. Dưới sự chữa trị của huyền khí kim sắc, vết thương trước ngực hắn lập tức được ngăn lại, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh và chữa trị, vậy nên hắn mới sống tiếp được. Không chỉ có như thế, sau khi huyền khí kim sắc chảy qua kinh mạch toàn thân, cảnh giới của Dương Diệp tăng trưởng như hỏa tiễn, từ vương giả cảnh ngũ phẩm tăng lên tới vương giả cảnh cửu phẩm. Thoáng cái đã tăng được tứ phẩm cảnh. Vẫn chưa hết, sau khi hắn tấn thẳng đến vương giả cảnh cửu phẩm, huyền khí bên trong tiêu tuyển chậm rãi từ kim sắc biến thành màu tím nhạt. Dương Diệp còn ngạc nhiên phát hiện ra, bên trong tiểu tuyển của hắn, ngoại trừ vài đầu huyền thú ra thì tất cả các đồ vật còn lại đều sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 36 chuôi huyền kiếm địa giai hạ phẩm biến thành 36 chuôi huyền kiếm địa giai thượng phẩm đỉnh phong. Băng linh quả cùng chu quả vậy mà lại biến thành hai cái cây nhỏ cao 3 trường trong tiểu tuyền, bên trên chúng thì đã kết trái chi chít nào những băng linh quả cùng chu quả. Đương nhiên, càng làm cho Dương Diệp khiếp sợ là, phía trên huyền khí chỉ vậy mà lại xuất hiện một cánh cửa, bất quá cánh cửa kia đang bị đóng chặt. Biến hóa bất thình lình làm cho Dương Diệp hoàn toàn ngơ ngác, đương nhiên. Sau khi bình tĩnh lại, hắn chính là nhịn không được cuồng hỉ, bởi vì hắn còn phát hiện ra một chuyện. Đó chính là, hiện tại hắn có thể điều động huyền khí màu tím nhạt trong huyền khí trì. Huyền khí trì tràn đầy kim sắc, Dương Diệp tin tưởng, có là cường giả linh giả cảnh thì cũng không có khả năng có nhiều huyền khí như hắn. Từ giờ trở đi, hắn có thể không chút kiêng kỵ mà tiêu xài huyền khí, rốt cuộc cũng không cần lo lắng cạn kiệt huyền khí. Đè nén cuồng hỉ trong lòng. Dương Diệp mở hai mắt ra, vừa lúc lại nghe thấy lời Hiểu Vũ Tịch nói, trong lòng lập tức ấm áp. Nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch quay người muốn đi báo thù cho hắn, Dương Diệp liền vội vàng kéo đối phương lại, thù đương nhiên là muốn báo, nhưng chính hắn sẽ đi báo thù. Thấy Dương Diệp vô sự, Hiểu Vũ Tịch lập tức thở phào một hơi trong lòng, sau đó bất động thanh sắc mà đưa rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Dương Diệp, nhìn Dương Diệp một cái, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đa tạ. Dương Diệp nhìn nữ tử trước mắt, chân thành nói. Nếu như không phải nữ tử trước mắt khiến cho đám người ma kha cùng hồn u kiêng kỵ, cho dù tiểu tuyển có phát sinh biến hóa thì hắn cũng sẽ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì khi đó hắn vẫn ở trong trạng thái bị trọng thương. Hiểu Vũ Tịch không đối mặt với Dương Diệp, ánh mắt buông xuống, nửa ngày sau mới nói. Ta có thể cảm giác được, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, ngươi, ta không biết người vì cái gì trong nháy mắt lại tăng lên nhanh như vậy, nhưng người hắn phải biết, dục tốc bất đạt, có khi cảnh giới tăng lên quá nhanh mà tâm cảnh lại theo không kịp thì cũng chỉ là vô dụng. Dương Diệp cười khổ, hắn đương nhiên biết đạo lý này, chỉ là điều đó căn bản không phải là thứ mà hắn có thể khống chế. Hiện tại chuyện hắn có thể làm cũng chỉ là mau chóng thích ứng với cảnh giới bây giờ, khiến cho tâm cảnh của mình cũng tăng trưởng. Không thì vương giả cảnh cửu phẩm của hắn cũng sẽ chỉ là một cái vương giả cảnh cửu phẩm rởm mà thôi. Sau này người có dự định như thế nào? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên hỏi. Ngày mai minh thần chi mộ sẽ mở ra, linh hồn thể ở trong đó so với những linh hồn thể ở bên ngoài có năng lượng tinh thuần hơn nhiều, hơn nữa bên trong đó còn có rất nhiều bảo vật mà năm đó minh thần để lại, bỏ lỡ thì sẽ thật đáng tiếc. Còn nữa, mặc dù bây giờ thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng nếu muốn giết ma kha cùng hồn u hay mạc kinh ngữ thì chỉ e là vẫn còn chưa được. Thực lực của ba người bọn họ không chỉ như ngươi thấy đâu. Cho nên, ngươi bây giờ, tốt nhất vẫn là gia tăng thực lực lên trước đã. Dương Diệp trầm mặc, không thể không nói, lời Hiểu Vũ Tịch nói vô cùng có lý. Hiện tại thực lực của hắn mặc dù đã tăng vọt, thế nhưng muốn giết ma kha cùng mạc kinh ngữ hiển nhiên là vẫn chưa được, trừ phi vận dụng kiếm tâm thông minh cùng u minh quỷ hỏa. Không thì hắn một chút ưu thế cũng không có. U Minh Quỷ Hỏa. Nghĩ đến U Minh Quỷ Hỏa, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở lớn, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện ra, hắn dường như đã xem nhẹ ngọn lửa nhỏ bên trong tiểu tuyền. Cũng không kiêng dè Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp mở bàn tay phải ra, tâm niệm vừa động, phốc một tiếng vang nhỏ, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy một màn này, đồng tử Hiểu Vũ Tịch kịch liệt co rút. Vô thức lui về sau một bước, tay phải nắm lấy chuôi đao, nói. Đây là cái gì? Dương Diệp cười cười, nói. U Minh Quỷ Hỏa. Nói xong, nhìn về phía U Minh Quỷ Hỏa, Dương Diệp kinh ngạc phát hiện, U Minh Quỷ Hỏa cũng sinh ra biến hóa, bởi vì màu sắc sâm bạch trước kia nay đã biến thành sắc trắng thuần khiết.
Không chỉ có như thế, U Minh quỷ hỏa so với trước kia đã lớn hơn rất nhiều, nay nó đã to cỡ hai ngón tay của người trưởng thành. U Minh quỷ hỏa. Hiểu Vũ Tịch cả kinh nói. Ngươi làm sao lại có thể có được linh vật như thế? Dựa vào gia thế cùng kiến thức của nàng, nàng đương nhiên biết U Minh quỷ hỏa, chính là bởi vì nhận biết cho nên nàng mới chấn kinh. Loại thiên địa linh vật này, đừng nói là một người chỉ mới vương giả cảnh như Dương Diệp, có là linh giả cảnh hoặc là tôn giả cảnh cũng là không có khả năng thu phục. Đúng lúc này, U Minh quỷ hỏa trong lòng bàn tay Dương Diệp đột nhiên lóe lên, chui vào trong tiểu tuyền đan điền của Dương Diệp, sau đó vọt vào trong huyền khí trì, không thèm quan tâm Dương Diệp nữa. Sau khi tiểu gia hỏa kia đi vào trong trì, bên trong tiểu tuyền nó là thứ mạnh nhất, cho nên, đương nhiên, huyền khí trì bị nó chiếm đoạt. Một vị tiền bối tặng cho. Dương Diệp nói. Ngay từ đầu nó còn có chút không nguyện ý đi theo ta cơ, bất quá bây giờ, đoán chừng ta có đuổi nó cũng sẽ không đi, ha ha. Xác thực, hiện tại hắn có đuổi U Minh quỷ hỏa đi thì chỉ sợ nó cũng sẽ không đi. Dù sao thì tiểu tuyền kia cũng là một tồn tại có thể làm gia tăng sức mạnh cho nó. Ngươi, quá thần bí. Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Dương Diệp cười nói. Hiểu Vũ Tịch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói. Còn chưa đầy một canh giờ nữa là Minh Thần Chi Mộ sẽ mở ra, chúng ta đi thôi. Minh Thần Chi Mộ không nằm ở trong lòng đất mà là nằm trên mặt đất, lăng mộ cực kỳ to lớn, chiếm cứ cả mấy ngàn dặm trên mặt đất, so với nói nó là mộ, còn không bằng nói nó là một tòa thành nho. Lúc Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch đi vào Minh Thần Chi Mộ, tại đó đã đồng nghìn nghịt, trong đó nhân loại là nhiều nhất. Khoảng chừng hơn một vạn, còn lại thì là minh vực cùng ma vực và yêu vực. Bên trong Minh Thần Chi Mộ không chỉ có linh hồn thể tinh thuần có thể tăng cường linh hồn mà còn có bảo vật mà Minh Thần để lại, bọn hắn có thể nào không động tâm. Khiến Dương Diệp ngoài ý muốn chính là, hắn không nhìn thấy kia hồn u cùng ma kha, về phía nhân loại bên này, trung vực Tam Kiệt cùng Mạc Khinh Ngữ cũng không thấy xuất hiện. Lắc đầu, Dương Diệp đánh ánh mắt nhìn về phía cửa mộ. Bởi vì tại cửa mộ có một khối mộ bia dài đến cả trăm trượng, trên đó viết 10 chữ lớn. Trời không hàng võ thần, vạn cổ như đêm tối. Đây là có ý gì? Nhìn khối mộ bia kia, Dương Diệp không hiểu mà hỏi Hiểu Vũ Tịch bên cạnh. Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua khối mộ bia kia, sau đó nói. Ý tứ của những lời này là nếu như thế gian này không xuất hiện võ thần thì thế gian chính là thiên hạ của Minh Thần hắn. Vì sao lại có câu nói này? Bởi vì năm đó Minh Thần hát chính là chết trong tay của võ thần đương đại. Võ thần đương đại. Dương Diệp trầm mặc, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe được về vị kiếm tông tổ sư này. Người này, đến tộc cùng là kinh diễm đến mức độ nào. Cho dù là vạn năm về sau lại vẫn khiến cho vô số người sùng kính. Đúng vậy, phải biết rằng, kẻ mạnh như Mạc Lão, khi nhắc tới kiếm tông tổ sư, trong giọng nói cũng mang theo một tia kính ý. Hắn là thần trong suy nghĩ của kiếm tu khắp thiên hạ. Dương Diệp giật mình, nói. Hắn yêu nghiệt như vậy sao? Trước đó, chỉ cần võ thần vừa xuất hiện, đó chính là thiên hạ thần phục. Có một lần ngoại lệ, đó chính là vị kiếm tông tổ sư nhất đại của Nam Vực. Nhất đại võ thần chính là thua ở trong tay hắn, trừ chuyện đó ra, chỉ cần võ thần vừa xuất hiện, cơ hồ đâu cũng đều là thiên hạ của võ thần. Kiếm tông tổ sư. Dương Diệp nhíu mày, nghe được hai chữ võ thần, hắn liền nghĩ tới vị nguyên đồng kia, hát đê ấn đã từng có danh xưng chuẩn võ thần, chỉ có điều đây chẳng qua là đã từng, cũng không biết đối phương hiện tại như thế nào. Hiểu Vũ Tịch nhẹ gật đầu, trong mắt có CVE sùng kính, nói. Vị nhất đại võ thần kia là kẻ vô địch chân chính, là thiên chi kiêu tử chân chính, bởi vì vị nhất đại võ thần ấy đã lĩnh ngộ 13 loại ý cảnh, đồng thời còn tu luyện mỗi một loại ý cảnh đến mức cực hạn. Cho nên, dù cho Minh Thần đã đạt đến thánh giả cảnh, lại có nhục thân cùng linh hồn bất tử bất diệt, hắn vẫn phải chết trong tay võ thần. 13 loại ý cảnh. Dương Diệp giật mình, nói. Hắn yêu nghiệt như vậy sao? Nếu như không yêu nghiệt, sao có thể xưng là võ thần đây? Hiểu Vũ Tịch nói. Trước đó, chỉ cần võ thần vừa xuất hiện, đó chính là thiên hạ thần phục. Có một lần ngoại lệ. Đó chính là vị kiếm tông tổ sư nhất đại của Nam Vực. Nhất đại võ thần chính là thua ở trong tay hắn, trừ chuyện đó ra, chỉ cần võ thần vừa xuất hiện, cơ hồ đâu cũng đều là thiên hạ của võ thần. Kiếm tông tổ sư. Dương Diệp trầm mặc,
đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe được về vị kiếm tông tổ sư này. Người này, đến tộc cùng là kinh diễm đến mức độ nào? Cho dù là vạn năm về sau lại vẫn khiến cho vô số người sùng kính. Đúng vậy, phải biết rằng, kẻ mạnh như Mạc Lão, khi nhắc tới kiếm tông tổ sư, trong giọng nói cũng mang theo một tia kính ý. Hắn là thần trong suy nghĩ của kiếm tu khắp thiên hạ. Thiều Vũ Tịch nói, bởi vì hắn đã đánh bại võ thần đương đại, phải biết, trước hắn, cặp thiên địch kiếm hoàng cùng võ thần tranh đấu, cơ hồ đều là kiếm hoàng bại. Dương Diệp cười cười, nói, lúc còn sống vô địch thiên hạ, chết đi rồi vạn cổ ưu danh, ha ha, nam nhỉ thì nên như thế. Thiều Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một chút, trầm mặc không nói. Thời gian từng chút trôi đi, sau nửa canh giờ, khi tia nắng phía tây cuối cùng biến mất khỏi phiến đại địa này, thoáng chốc, sắc trời đột nhiên tối sầm, ngay lập tức, một cỗ hàn phong trống rỗng âm hàn xuất hiện làm cho mọi người tại đây biến sắc. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chậm rãi vỡ ra, vô số khí thể màu đen từ bên trong mặt đất tràn ra bên ngoài. Cẩn thận, đây là tử khí, có thể giết chết người, đừng để cho nó tiếp xúc đến thân thể. Giữa sân, không biết có ai hô một câu, lập tức, ngoại trừ đám người minh vực kia ra, tất cả mọi người còn lại đều vội vàng né tránh, không dám để cho những khí thể màu đen này tiếp xúc đến thân thể. Nhưng mà, bởi vì những này khí thể màu đen này quá nhiều, vẫn có vô số người bị những khí thể màu đen này xâm nhập. Ngay lập tức, phàm là huyền giả bị những khí thể màu đen này xâm nhập, trong nháy mắt bọn họ đã biến thành một bộ thây khô. A, huyền khí không có tác dụng gì với mấy thứ này, cứu mạng a, a a, cứu mạng a. Ta không vào nữa, ta không vào nữa, a a. Cứu mạng a. Hàng loạt tiếng hô hoán vang tên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhướng mày, cong ngón búng ra, một sợi kiếm khí bắn ra đánh vỡ khí thế màu đen trước mặt hắn, sau đó nói. Những vật này đến tột cùng là cái gì, vì sao huyền khí lại không có tác dụng gì với bọn chúng? Hắn đã từng gặp qua loại khí thể màu đen này, bởi vì lúc trước hắn đã từng bị Lạc Tuyết dùng loại vật này tổn thương qua. Lần ấy, nếu như không phải là có Tiểu Tuyền, hắn chỉ sợ đã biến thành một bộ thây khô. Nghĩ đến chuyện này, Dương Diệp không khỏi hoảng sợ một trận. Tử khí. Trong mắt Hiểu Vũ Tịch cũng toát lên một vòng ngưng trọng, nói. Sau khi người ta chết đi, linh hồn tiêu tán, sau đó tinh khí thần từ trong cơ thể tự hình thành một loại tử khí. Loại tử khí này có thể phá hỏng mọi tế bào sống trong thân thể, tuyệt đối đừng để nó đụng phải, không thì sẽ rất phiền phức. Dương Diệp gật gật đầu, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy những tộc nhân của Minh Vực vậy mà lại đang tản ra khắp nơi để hấp thu loại tử khí làm cho người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật này. Bọn hắn vì cái gì có thể? Dương Diệp kinh ngạc nói. Bởi vì bên trong cơ thể của bọn hắn vốn đã không có sự sống. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Những tử khí này đối với chúng ta mà nói là trăm hại không có lấy một lợi, thế nhưng đối bọn hắn mà nói, chúng liền giống như loại linh hồn thể kia, là một thứ đồ đại bổ. Người phải nhớ kỹ, minh tộc không thể so với yêu tộc cùng ma tộc, bọn hắn quá mức quỷ dị, sau này nếu có cùng bọn hắn giao thủ, nhất thiết phải cẩn thận. Dương Diệp gật gật đầu, phương thức công kích của minh tộc xác thực quá mức quỷ dị, khiến cho người ta khó mà phòng bị, phải cẩn thận. Không thể khinh thường. Thời gian dần trôi qua, những người minh vực này không chỉ hấp thu những khí thể màu đen kia mà còn bắt đầu xuất thủ với huyền giả nhân loại. Bởi vì những nhân loại này cố kỵ tử khí, họ căn bản là không thể xuất thủ giống như người minh vực không có chút kiêng kỵ, cho nên, không đến một khắc đã có mấy trăm huyền giả nhân loại chết trong tay đám người minh vực. Không chỉ có như thế, lúc này đám người ma tộc một bên cũng bắt đầu xuất thủ với những huyền giả nhân loại. Dưới sự liên thủ của ma tộc cùng yêu tộc, càng nhiều huyền giả nhân loại vong mạng tại đây. Đồ sát bắt đầu. Chứng kiến một màn này, Hiểu Vũ Tịch nhướng mày, nắm thật chặt đao trong tay, tựa hồ có chút nhìn không nổi, còn Dương Diệp một bên thì lại mang một sắc mặt bình tĩnh, cứ như là không thấy được một màn trước mắt này. Ngươi biết không? Dương Diệp đột nhiên nói. Dưới tường thành của cổ vực thành, ta từng kêu gọi bọn hắn ngay lúc đó cùng ta tiêu diệt toàn bộ đám người ma tộc cùng yêu tộc. Cũng như minh tộc này. Lúc ấy, nếu như bọn hắn không ích kỷ thì chúng ta có thể đã giết sạch toàn bộ đám gia hỏa này rồi. Nhưng, đáng tiếc thay, không có một ai chịu xuống, hiện tại, bọn hắn bị giết, trách được ai đâu. Hiểu Vũ Tịch thấp giọng thở dài, buông lỏng chuôi đao trong tay. Nàng có thể cứu những người này một lần,
thế nhưng lại có thể cứu thêm lần thứ hai sao? Nếu những huyền giả nhân loại này đã dám đến chiến trường cổ, dám đến cửu U, vậy thì họ phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu chết. Khẽ lắc đầu, Hiểu Vũ Tịch nói. Chúng ta vào mộ đi. Đám người hồn U cùng Ma Kha vì sao lại không đến? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Bọn hắn không phải là không đến mà là đã tiến vào bên trong. Hiểu Vũ Tịch nói. Cửa mộ cũng không phải là đường tắt duy nhất để tiến vào Minh Thần Chi Mộ. Còn có thể đi vào từ địa phương khác sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, nói. Đương nhiên rồi, dù sao thì ngôi mộ này cũng là do minh tộc và nhân loại cùng tu kiến sau này, bọn hắn đương nhiên có phương pháp tiến vào. Được rồi, chúng ta cũng đi vào đi, lúc này chỉ sợ bọn hắn đã tiến vào bên trong mộ. Nói xong, mũi chân Hiểu Vũ Tịch điểm nhẹ lên mặt đất, mang theo một trận gió lốc, trong nháy mắt đã mãnh liệt bắn vào trong cửa mộ. Thấy thế, Dương Diệp cũng không chần chờ nữa. Khi hắn đang chuẩn bị đi vào, đúng lúc ấy, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, Dương Diệp không chút nghĩ ngợi rút kiếm chém một phát. Là ta, lãnh quân đây. Bóng đen vội vàng hô lên. Nghe vậy, Dương Diệp dừng tay lại, sau đó cẩn thận nhìn bóng đen trước mắt. Quả nhiên, bóng đen này chính là lãnh quân, kẻ lúc trước đã trở về Nam vực triệu tập sát thủ. Là ngươi. Dương Diệp không vui nói. Đi lại kiểu gì mà vô thanh vô tức như thế? Lãnh quân tức thời trợn trắng mắt. Lão đại à, hắn là sát thủ đó, đi lại mà không vô thanh vô tức, vậy chẳng lẽ còn phải cờ trống linh đình hay sao? Nghĩ đến một kiếm nhanh như thiểm điện vừa rồi của Dương Diệp, lãnh quân thấy lòng run lên, bởi vì hắn cảm giác thực lực của Dương Diệp lại mạnh thêm rồi, hơn nữa còn không phải chỉ mạnh thêm một chút, mà là rất nhiều. Bởi vì một kiếm lúc trước gây cho hắn một cảm giác áp bách rất lớn. Người mang đến rồi chứ? Dương Diệp hỏi. Lãnh quân nhẹ gật đầu, nói. Nơi này quá loạn, đi theo ta. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ. Thấy thế, thân hình Dương Diệp cũng khẽ động, đi theo. Một khắc sau, tại một chỗ trong rừng rậm, lãnh quân đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn Dương Diệp phía sau, nói. Chính là chỗ này. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, ngay lập tức, gần 200 bóng đen đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Có thể tới ta đều đã gọi tới, ở đây có 72 tên sát thủ vương giả cảnh, còn lại đều là sát thủ tiên thiên cảnh, bất quá người chớ thấy bọn họ chỉ là tiên thiên cảnh, bọn hắn ai ai cũng đều đã từng lấm máu huyết của cường giả vương giả cảnh. Lãnh quân nói. Dương Diệp gật gật đầu, ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, một bóng đen đứng dậy. Nhìn hắn một cái, sau đó nói. Ngươi thật sự có thể giải độc cho chúng ta? Có thể. Dương Diệp nói. Bất quá điều kiện các ngươi hẳn là đều rõ ràng đi. Ta đã cùng bọn hắn nói qua. Lãnh quân nói. Ta không tin. Bóng đen này đột nhiên nói. Độc kia, có là cường giả tôn giả cảnh cũng không có cách giải. Ngươi chỉ là một huyền giả vương giả cảnh nho nhỏ. Làm sao lại có thể thay chúng ta giải độc? Ta cũng không tin. Lúc này lại một bóng đen đứng dậy, nói. Lời huyết vũ nói rất có đạo lý, chuyện mà ngay cả cường giả tôn giả cảnh cũng không có cách nào làm được thì hắn lại dựa vào cái gì mà có thể làm được. Ta cũng không tin. Rất nhanh, có hơn 10 bóng đen đứng dậy. Huyết vũ, các ngươi là đang hoài nghi ta lừa các ngươi sao? Lúc này, lãnh quân một bên trầm giọng nói. Còn có, nếu các ngươi không tin, vậy tại sao còn muốn đi theo ta? Lãnh quân, chúng ta đi cùng ngươi bởi vốn dĩ chúng ta cho là ngươi quen biết cấp cường giả gì cơ, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại chỉ là một huyền giả vương giả cảnh mà thôi. Hừ, ta thấy, thay chúng ta giải độc là giả, để chúng ta bán mạng cho hắn mới là thật đi. Huyết Phú trầm giọng nói. Lãnh quân còn chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp khoát tay áo, nói. Nếu các ngươi không tin, vậy thì các ngươi cứ đi đi. Hắn cũng không phạm tiện đến vậy. Cần cầu những người này giải độc cho bọn hắn sao? Đi! Huyết Phú hừ lạnh một tiếng, nói. Nào có đơn giản như vậy, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, người nói một câu liền muốn vứt bỏ chúng ta. Nào có chuyện đơn giản như vậy? Dương Diệp gật gật đầu, nói. Đã vậy thì ta liền đưa cho các ngươi một thứ đồ vật vậy. Thứ gì? Đưa các ngươi đi chết. Trong tràng, một kiếm quang màu tím nhạt chợt lóe lên, lập tức. Mười mây cái đầu người bay ra ngoài. Đám người kinh hãi,
Huyết Vũ là cường giả vương giả cảnh tứ phẩm đó nha, thế mà ngay cả một kiếm của đối phương cũng đều không tiếp nổi, thực lực của tên Dương Diệp này đến tột cùng là mạnh đến trình độ nào. Một bên, Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân nhìn nhau một hồi, bọn họ đều thấy được thần sắc rung động cùng kiêng kỵ từ trong mắt đối phương, bởi vì kiếm của Dương Diệp đã nhanh đến mức bọn hắn không thấy rõ quỹ tích của nó. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn không gặp nhau, thực lực của Dương Diệp vậy mà đã mạnh đến mức này. Đây rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì? Nhìn mười mấy người chết không nhắm mắt, Dương Diệp lắc đầu. Khi hắn vừa đến đây, cảm giác đầu tiên của hắn chính là những người này không tín nhiệm hắn, thậm chí rất nhiều người còn có địch ý đối với hắn. Hắn biết, hắn nhất định phải xác lập uy tín, không thì về sau những người sẽ được xem như là kiếm trong tay hắn này lúc nào cũng có thể có khả năng phản phệ. Dùng phương pháp gì lập uy bây giờ? Đương nhiên là giết người, mà giết người thì đương nhiên là cần một cái cớ, cũng may vừa ngủ gật đã có người đưa gối đầu tới. Dương Diệp quét mắt nhìn đám người tại đây, sau đó nói, trước tiên, không phải ta cầu các ngươi đến để ta giải độc cho các ngươi là kẻ cầu cạnh ta, điểm ấy các ngươi phải rõ ràng. Còn nữa, các ngươi hẳn là đã đều rõ ràng điều kiện cần có để ta giải độc cho các ngươi, ta không hy vọng các ngươi có kè mặc cả với ta, bởi vì ta không có thời gian, hiểu chứ? Hiện tại, ai hồi hận thì có thể rời đi. Rời đi, đám người giật giật khóe miệng, không thấy mười mấy cái đầu người trên mặt đất hay sao? Hiện tại lại có ai dám rời đi? Thấy mọi người không có ai đi ra, Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói. Vậy đến đây đi. Đám người do dự một chút, sau đó một người dẫn đầu đi ra, Dương Diệp gật đầu, cong ngón tay búng ra, U Minh quỷ hỏa xuất hiện. A! À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng trong tràng, làm cho đám người một bên cùng nhau biến sắc. Sau hai canh giờ, sau khi độc tố bên trong người cuối cùng đã được U Minh quỷ hỏa thanh trừ, Dương Diệp lập tức thở phào một hơi. Khống chế U Minh quỷ hỏa giải độc cho những người này thật không phải một chuyện đơn giản, bởi vì nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, không thể để xảy ra một tia sai lầm, một khi phạm sai lầm, kết quả chính là đối phương hóa thành một đống cho tàn. Thu lại U Minh quỷ hỏa, Dương Diệp nhìn về phía đám người, lúc này, trên mặt mọi người đều là dáng vẻ mừng như điên không chút nào che giấu. Độc tố được giải trừ, điều này đại biểu về sau bọn hắn sẽ không còn bị cừu nhân của mình khống chế nữa. Mặc dù vẫn bị người ta khống chế, nhưng chỉ là 10 năm mà thôi, đối bọn hắn mà nói. 10 năm bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, 7-8 quyển trục cùng một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đưa quyển trục cùng nạp giới cho Lãnh Quân, sau đó nói. Chỗ quyển trục này gồm một vài công pháp địa giai cùng huyền kỹ địa giai, trong những nạp giới này thì có 5 vạn viên đá năng lượng. Hiện tại, chuyện các ngươi phải làm không phải là thay ta giết người mà là cố gắng gia tăng thực lực. Thân pháp cùng kỹ xảo giết người của những sát thủ trước mắt mặc dù đều rất mạnh, thế nhưng thực lực của bọn họ cuối cùng vẫn còn thấp, đặc biệt là tại nơi tụ tập yêu nghiệt như chiến trường cổ. Hiện tại, tại chiến trường cổ này, khắp nơi đều là địch, tiểu gia hỏa lại đã rời đi. Nếu như không có mấy kẻ cường hãn giúp đỡ thì hoàn cảnh của hắn sẽ cực kỳ khó xử. Cho nên hắn không chút do dự lấy ra những huyền kỹ công pháp mà hắn cướp được của người khác, thực lực của những sát thủ này càng mạnh thì sự giúp đỡ của bọn họ đối với hắn lại càng lớn. Nhìn cuốn sách trong tay cùng nạp giới, Lãnh Quân khẽ giật mình, Dương Diệp cũng quá là hào phóng đi. Công pháp địa giai, huyền kỹ địa giai, 5 vạn viên đá năng lượng. Trời ơi, Lãnh Quân không thể bình tĩnh nổi. Đám người một bên cũng khẽ giật mình, sự hào phóng của Dương Diệp quả thật khiến cho bọn hắn ngoài ý muốn. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Dương Diệp có thể sẽ bảo bọn hắn đi giết người, dùng bọn hắn như một công cụ kiếm tiền. Nào có nghĩ đến, Dương Diệp lại không bảo bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, ngược lại còn xuất ra tài nguyên tu luyện, bảo bọn hắn đi tu luyện. Do dự một chút, cổ tay Dương Diệp một lần nữa khẽ động, 10 băng linh quả xuất hiện ở trên tay hắn. Khi băng linh quả xuất hiện, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Đặc biệt là hai người Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân, hai người đưa ánh mắt nhìn chòng chọc vào băng linh quả trên tay Dương Diệp, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run lên. Nếu như không phải cố kỵ thực lực của Dương Diệp, chỉ sợ bọn họ cũng nhìn không được động thủ đoạt lấy. Hai người bọn họ đương nhiên là nhận ra băng linh quả, ăn một quả tăng trưởng 10 năm tu vi đó nha. 10 năm, lão thiên, nếu hiện tại bọn hắn ăn quả băng linh quả này, bọn hắn lập tức có thể đạt tới vương giả cảnh cửu phẩm. Trên mặt Lãnh Quân kéo ra một nét tiếu dung nịnh nọt, nói. Cái kia,
Này, cái này, lão đại, người có chuyện gì cứ việc phân phó, chúng ta muôn lần chết cũng không chối từ. Chúng ta cũng muôn tần chết cũng không chối từ. Một bên, đám người kia cùng hô lên. Dương Diệp giật giật khóe miệng một cái, vẫn là băng linh quả có phân lượng. Lắc đầu, Dương Diệp ném băng linh quả trong tay cho lãnh quân, sau đó nói. Băng linh quả này người cùng lãnh ngân ăn trước một quả, còn tại, mỗi nửa tháng ấy ra hai quả, về phần cho ai, ân, cho người có thực lực tăng tên nhanh nhất, hiểu chưa? Đỡ lấy băng linh quả, lãnh quân mạnh mẽ gật đầu, lúc này trong mắt của hắn chỉ có băng linh quả. Người có chút tiền đồ có được không, mới một quả mà thôi. Về phần ngươi, dẫn dắt đám người này cho tốt vào, về sau loại trái này ngươi muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Dương Diệp nói. Thật, thật sao? Lãnh quân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, khó có thể tin nổi mà nói. Dương Diệp khẽ động cổ tay, lại có hai quả xuất hiện ở trong lòng bàn tay, giương tay lên, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ít hầu lãnh quân rung động, sau đó nói. Về sau ta sẽ theo người lăn lộn. Nói xong, lãnh quân quay người nhìn về phía đám người, nói. Đều mẹ nó nhìn cái gì nữa, chưa thấy qua băng linh quả sao, nhìn bộ đức hạnh này của các ngươi thật sự là mất mặt. Từ giờ trở đi, chia thành tốp nhỏ, cố gắng mà tu luyện cho ta. Vương giả cảnh, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, các ngươi nhất định phải đạt tới vương giả cảnh ngũ phẩm trở lên trong thời gian ngắn nhất. Còn thiên cảnh, các ngươi có mệt chết cũng phải tu luyện tới vương giả cảnh cho ta, không được thì con mẹ nó tự sát đi, đừng lãng phí tài nguyên tu luyện của các huynh đệ. Tất cả mọi người còn có huyết hải thâm cửu muốn báo đó. Rõ. Đám người cùng hô lên mà gật đầu. Nguyên bản, trong lòng bọn họ, lãnh quân cũng không có uy vọng cao như vậy, thậm chí rất nhiều người còn đều không phục hắn. Thế nhưng bọn hắn không thấy được thái độ của Dương Diệp đối với lãnh quân sao? Tại đây chẳng có ai ngu ngốc. Bọn họ biết Dương Diệp đang thông qua lãnh quân để khống chế bọn họ, bất quá cũng không có việc gì, dù sao thì cũng chỉ là 10 năm mà thôi, trong đoạn thời gian. Này lại còn được đại tài chủ Dương Diệp cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dương Diệp quét mắt nhìn đám người một chút, sau đó nói. Dương Diệp ta nói lời giữ lời, 10 năm sau sẽ thả các ngươi tự do, nhưng ta nói trước chuyện xấu. Nếu như trong 10 năm này có ai lá mặt lá trái với ta thì ta sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một chút, sau đó nói. Ta biết các ngươi thân pháp rất tốt, nhưng hiện tại các ngươi đừng khiêu chiến những huyền giả tại chiến trường cổ, trong đám bọn hắn có người rất cường hãn, các ngươi không thể tưởng tượng ra được đâu. Hiện tại, chuyện các ngươi phải làm chỉ có một việc, đó chính là mạnh lên cho ta. Phải mạnh lên, rõ chưa? Đã rõ. Đám người đồng thanh nói. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nhìn về phía lãnh quân, nói. Khi ta cần các ngươi, nên liên lạc với các ngươi như thế nào? Lãnh quân nhíu mày trầm giọng nói. Nguyên bản chúng ta dùng hào tiến, nhưng hiện tại chúng ta đã thoát ly khỏi tổ chức huyết TDH tủ, vậy nên dĩ nhiên là không thể dùng cái này nữa, cho nên, ta cũng không biết nên dùng phương pháp để liên lạc. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói. Vậy thì dùng truyền âm phù đi, truyền âm phù của ta là truyền âm phù thượng phẩm, trong ngàn dặm đều có thể liên hệ với các ngươi. Nghe vậy, lãnh quân nheo mắt, đại tài chủ, ngay cả truyền âm phù cũng đều có, hơn nữa còn là thượng phẩm. Lãnh quân cùng đám người rời đi, mang theo một nửa tài sản trên thân Dương Diệp. Dương Diệp đương nhiên là có chút đau lòng, đặc biệt là đống đá năng lượng, bởi vì vấn đề của Tiểu Tuyền mà hắn đã hao phí mấy vạn đá năng lượng. Hiện tại lại đưa cho đám người lãnh quân 5 vạn viên, nói cách khác, hiện tại hắn chỉ còn lại không tới 2 vạn viên đá năng lượng. Có điều còn may, trên người hắn vẫn còn 10 viên đá năng lượng cực phẩm, thứ này hắn một mực không nỡ dùng, bởi vì thật sự là quá trân quý, về sau có lẽ có tác dụng khác. Ai, xem ra cần phải tiếp tục đi cướp rồi. Tại chỗ, Dương Diệp hít một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía một gốc cây, nói. Đã tới rồi thì đi ra đi. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch từ sau thân cây chậm rãi đi ra, nhìn Dương Diệp một chút, Hiểu Vũ Tịch nói. Không phải ta theo dõi ngươi, chỉ là... Dương Diệp cười cười, ngắt lời nàng, nói. Ngươi không cần giải thích, ta biết. Khóe miệng Hiểu Vũ Tịch có chút cong lên, tiếu dung còn chưa nở rộ đã lại vội vàng thu lại, sau đó thần sắc bình tĩnh nói. Vừa rồi thân pháp của những người kia cực kỳ quỷ dị, bọn hắn là sát thủ sao?
Dương Diệp cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu, nói. Đúng vật, người biết đấy, ta ở đây có rất nhiều cửu nhân, dù sao thì cũng phải tìm chút giúp đỡ đi. Người đến tột cùng muốn làm cái gì? Hiểu Vũ Tịch hỏi. Dương Diệp nhẹ cười, nói. Ta làm người rất công đạo, người khác đối với ta ra sao, ta liền đối với người khác như vậy. Đối với yêu tộc cùng ma tộc hay là nhân loại, kỳ thật ta đều đối xử như nhau, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc ta thì ta sẽ không trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng, đáng tiếc thay, mặc kệ là yêu tộc hay à ma tộc hoặc là nhân loại, bọn họ đều muốn đưa Dương Diệp ta vào chỗ chết. Nếu đã vậy thì ta cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Bọn hắn không giết được ta thì ta sẽ giết sạch bọn hắn. Ngươi muốn đối địch với toàn bộ ma tộc, yêu tộc, minh tộc cũng như nhân loại sao? Hiểu Vũ Tịch biến sắc, trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi cảm thấy nếu ta không đối địch với bọn hắn thì bọn hắn sẽ buông tha cho ta sao? Sẽ không, con người đều là như vậy, ngươi càng lùi lại, càng mềm yếu thì đối phương lại càng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên, không phải là ta muốn đối địch với bọn hắn, mà là bọn hắn muốn đối địch với ta. Đã vậy thì Dương Diệp ta liền giết một trận thống thống khoái khoái đi. Ngươi giết tất cả sao? Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Dương Diệp tà mị cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, nói. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Khi Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch một lần nữa đi vào cửa Minh Thần Chi Mộ, trong đó đã là thây rải khắp nơi, hơn 9 phần đều là thi thể của huyền giả nhân loại. Những huyền giả nhân loại này chết có chút thê thảm, bởi vì huyết nhục toàn thân cùng linh hồn của bọn hắn đều bị hút sạch sẽ, chỉ để lại một thi thể khô cạn không thành dạng. Dương Diệp nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Hắn đương nhiên sẽ không thương cảm cho những nhân loại này, nói đùa, nếu như hắn chết thì những người này sẽ thương cảm hắn hay sao? Nếu như hắn chết thật, những người này chỉ sợ sẽ cười tươi nhất. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, sau đó đi đến phía cửa mộ. Đối với cái chết của những nhân loại này, nàng mặc dù có chút thương cảm, thế nhưng cũng chỉ giới hạn tới đó, dù sao thì những nhân loại này cũng không có nửa điểm quan hệ với nàng. Vẫn là câu nói kia, đã dám đến chiến trường cổ, dám đến cửu U, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu chết. Ở chỗ này, cường giả sinh tồn, cường giả sống sót. Nếu ngươi yếu nhược mà vẫn còn muốn tới, chết rồi lại có thể trách ai? Ngay giây phút Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch tiến vào cửa mộ, hai vệt sáng lạnh lẽo phân biệt từ hai bên trái phải kích xạ về phía hai người bọn họ, Dương Diệp vừa chuẩn bị xuất thủ thì lại thấy ngọc thủ của Hiểu Vũ Tịch khẽ nhúc nhích. Ngay lập tức, một đạo hàn quang chợt lóe lên, tiếp đó, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng cất lên. Dương Diệp nhìn lại phía âm thanh phát ra, chỉ thấy hai tên huyền giả nhân loại lúc này đang kinh hãi nhìn bọn hắn, hai tên huyền giả nhân loại ấy cũng chưa chết. Chỉ là cánh tay phải của hai người bọn hắn đều đã bị Hiểu Vũ Tịch chém đứt, máu tươi đang như suối mà phun ra. Hai người sở dĩ không trốn đi là bởi cả hai đều đã bị đao ý của Hiểu Vũ Tịch khóa chặt. Hiện tại, trốn chạy thì sẽ nhất định phải chết. Các ngươi là ai? Hiểu Vũ Tịch trầm giọng hỏi. Hai người vừa chuẩn bị lên tiếng, Dương Diệp lại là giành nói. Còn có thể là ai? Đơn giản chính là kẻ ăn cướp, canh giữ ở cửa mộ chờ người ta đến. Hai người bọn họ bất ngờ ra chiêu, e là những huyền giả có thực lực mạnh hơn bọn họ một chút cũng sẽ trúng chiêu. Ta nói có đúng không? Hai người biến sắc, một kẻ trong đó nhịch thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Vị bằng hữu này, đừng nghe hắn ăn nói lung tung, sư huynh đệ chúng ta là đệ tử của lục phẩm tông môn Vô Thanh Tông tại Trung Vực. Lúc trước sở dĩ xuất thủ với hai vị bằng hữu chỉ là bởi vì hai người chúng ta coi là hai vị là tộc nhân của ma tộc cùng yêu tộc. Nếu như biết hai vị là huyền giả nhân loại thì hai người sư huynh đệ chúng ta quả quyết là không có khả năng xuất thủ. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch nhẹ buông chuôi đao đang nắm chặt trong tay, thần sắc mềm xuống. Thấy thế, hai người vui mừng, không thèm để ý tới thống khổ cụt tay, một người khác liền vội nói. Thực lực của hai vị bằng hữu cường hãn như thế, chắc là đệ tử thiên tài của cửu phẩm tông môn đi. Sư huynh đệ ta hai người. Lúc người này nói đến đó. Một đạo kiếm quang màu tím nhạt đột nhiên hiện lên, lập tức, đầu người này bay ra ngoài. Ngươi! Người còn lại kinh hãi nhìn qua Dương Diệp, nhưng một đạo kiếm quang lại hiện lên, đầu người này cũng bay ra ngoài. Sau khi chém giết hai người, tay phải Dương Diệp đánh ra một chiêu, nạp giới trên tay hai người này lập tức bay vào trong tay hắn.
Vì cái gì? Lúc này, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, bình tĩnh hỏi. Dương Diệp đương nhiên biết Hiểu Vũ Tịch là hỏi cái gì, lập tức cười nhẹ, nói. Ngươi nhìn xem trong số thi thể chung quanh là thi thể của nhân loại nhiều hay là thi thể của minh tộc cùng ma tộc nhiều? Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua bốn phía quanh bọn hắn có gần 100 cỗ thi thể, trong đó thi thể của con người chiếm cứ hơn 9 phần. Hiểu Vũ Tịch cau chân mày lại, hiển nhiên, nàng đã hiểu ra chuyện gì đó. Lúc này, Dương Diệp giơ nạp giới bên trong tay lên, sau đó nói. Ta vừa rồi kiểm tra một hồi, trong nạp giới này có chừng hơn 15,000 viên đá năng lượng, trong đó mấy thứ thượng vàng hạ cám lại càng nhiều vô số kể, hiển nhiên, đây đều là do hai kẻ kia cướp tới. Bọn hắn sở dĩ nói mấy lời vừa rồi, đơn giản chính là muốn ngươi bỏ qua cho tính mạng bọn hắn mà thôi. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên cười một tiếng, sau đó nói. Kỳ thật, cho dù bọn hắn thật chỉ là đang đối phó với ma tộc cùng yêu tộc, ta cũng sẽ giết bọn hắn. Vì cái gì? Hiểu Vũ Tịch không hiểu. Bởi vì đã kết thù. Dương Diệp tiếu nói. Ngươi chặt đứt cánh tay của bọn hắn, ngươi cảm thấy trong lòng bọn hắn ngay cả một điểm oán niệm cũng không có sao. Có lẽ ngươi không tin. Chớ nhìn bọn hắn cung cung kính kính trước mặt mà không có nửa điểm oán niệm nào, ta dám cam đoan, trong lòng bọn họ chỉ sợ là hận không thể làm nhục chúng ta cho tới chết. Địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là địch nhân ở trong tối, cho nên, nếu như đã kết thù thì vẫn là nên diệt cỏ tận gốc. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lắc đầu, nói. Ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì mà lại khiến cho tính tình của ngươi biến thành như thế, ta cũng không thể nói ngươi như thế này là sai. Chỉ là, cá nhân ta cảm thấy như thế này thực sự quá mức cực đoan. Đồng thời, như vậy sẽ gây thù hằn vô số, phải biết rằng, người nhân từ sẽ không có kẻ địch. Người nhân từ sẽ không có kẻ địch. Dương Diệp lắc đầu cười một tiếng, nói. Lời này cũng không sai, người nhân từ sẽ được trợ giúp nhiều, chỉ là đáng tiếc thay, ta vĩnh viễn cũng không thể trở thành người nhân từ. Vì cái gì? Hiểu Vũ Tịch cau mày nói. Bởi vì ta muốn giết rất nhiều người. Dương Diệp khẽ động cổ tay, trường kiếm mang theo một đạo tàn ảnh, nói. Kẻ phụ ta cùng thân nhân của ta, ta muốn lấy sinh mệnh của bạn hắn đến hoàn lại. Nghĩ đến tình cảnh mà mình đã từng nhìn thấy trong kính không gian, toàn thân Dương Diệp lập tức tràn ra một cỗ sát lục kiếm ý lăng lệ đến cực điểm, hai mắt cũng dần dần đỏ hồng lên, bên trong mắt như là huyết hải. Hiểu Vũ Tịch biến sắc, thế nhưng đúng vào lúc này, xích hồng trong mắt Dương Diệp lại dần dần tán đi. Kiếm ý bén nhọn kia cũng được chậm rãi thu hồi lại về trong cơ thể hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó chau mày lại, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là sát lục kiếm ý thật sự có thể mê thất tâm trí của con người. Một khắc vừa rồi hắn lại có một loại cảm giác muốn giết hết người trong thiên hạ. Nếu như không phải hắn là kiếm tâm thông minh, chỉ sợ lúc này hắn đã thật sự biến thành một cỗ máy giết chóc. Sát lục kiếm ý có thể nói là một trong những loại kiếm ý bén. Nhọn nhất, bởi vì sát ý của người càng mạnh thì uy lực của nó lại càng lớn, đặc biệt là khi người giết rất nhiều người, sát ý vô tận kia không chỉ có thể mê thất tâm trí của người mà còn có thể ảnh hưởng tới tâm trí của đối thủ. Có thể nói, sát ý của người càng mạnh thì sát lục kiếm ý sẽ càng mạnh. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Nhưng nó cũng có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là một khi ngươi không khống chế được sát ý của mình, người sẽ bị sát ý khống chế ngược lại. Bị sát ý khống chế, ngươi hẳn phải biết hậu quả là gì đi. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Chuyện này ta về sau sẽ chú ý, có thể không dùng tới sát lục kiếm ý thì sẽ tận lực không sử dụng. Hiểu Vũ Tịch nhẹ gật đầu, nói. Kiếm giả, đao giả, tối kỵ nhất là bị vũ khí mà mình sử dụng khống chế, bởi vì nếu như bị vũ khí mà mình sử dụng khống chế thì ngươi cũng đã không còn là bản thân nữa. Thụ giáo. Dương Diệp chân thành nói. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, sau đó nói. Chúng ta đi thôi, nơi này có rất nhiều linh hồn thể, thứ này đối với ngươi rất có lợi. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch hướng phía trước mà đi đến. Dương Diệp cũng là vội vàng đi theo. Trên đường, Dương Diệp không ngừng đánh giá minh thần chi mộ. Nói là mộ, thật sự thì không bằng cứ nói là một tòa thành khổng lồ đi, chỉ là tòa thành này lại không có một ai mà còn mang theo còn gió lạnh âm hàn thấu xương. Không chỉ như thế, trên đường phố cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện vài quang đoàn lục sắc. Những quang đoàn lục sắc này lớn hơn không ít so với những cái từng xuất hiện bên ngoài mộ bên,
năng lượng trong đó, cũng như Hiểu Vũ Tịch nói, càng thêm tinh thuần. Chuyện này khiến cho Dương Diệp mừng rỡ không thôi, bởi vì một đường đi đến, hắn đã hấp thu khoảng hơn 100 quang đoàn lục sắc. Chỉ có điều, thứ khiến cho hắn nghi ngờ là Hiểu Vũ Tịch lại không muốn quang đoàn lục sắc, một đường thu hoạch được bao nhiêu đều cho hắn hết, chuyện này khiến cho hắn rất là ngại. Một canh giờ sau, Dương Diệp lại hấp thu khoảng hơn 100 linh hồn thể, có thể hấp thu nhiều linh hồn thể như vậy trong một thời gian ngắn ngủi như thế, đây đương nhiên là may mắn do Hiểu Vũ Tịch mang lại, bởi vì Hiểu Vũ Tịch hình như là biết nơi nào sẽ có linh hồn thể, một đường đi đến, bọn hắn tìm được đặc biệt nhiều linh hồn thể. Sau khi hấp thu xong một quang đoàn lục sắc, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó trong mắt lóe lên một tia vui mừng, bởi vì hắn cảm giác được kiếm ý của hắn dường như đã đạt đến lục trọng đỉnh phong. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được kiếm ý so với dĩ vãng càng thêm tinh thuần. Có thể nói, mặc dù hắn hiện tại vẫn là lục trọng kiếm ý nhưng lục trọng kiếm ý này tuyệt đối không thua kém gì với Mạc Khinh Ngữ. Bởi vì hắn có sát lục kiếm ý. Kiếm ý sắp đột phá sao? Hiểu Vũ Tịch hỏi. Dương Diệp gật gật đầu, do dự một chút, sau đó cổ tay khẽ động, năm quả băng linh quả cùng một viên đá năng lượng cực phẩm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đưa cả hai cho Hiểu Vũ Tịch, nói. Ngươi nói linh hồn thể đối với đạo ý của ngươi bây giờ không có trợ giúp gì lớn, ta tạm thời tin là vậy, thế nhưng băng linh quả cùng đa năng lượng cực phẩm hẳn là có tác dụng với người đi. Hiểu Vũ Tịch còn muốn nói gì, Dương Diệp đã tiếp tục nói. Nếu như người còn cự tuyệt, vậy thì ta chỉ có thể chia tay người, mỗi người đi một ngả. Dù sao thì ra mặt ta cũng không có dày tới như vậy, một mực chiêm tiện nghi của ngươi. Cần khách khí như vậy sao? Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, thần sắc có chút không vui. Dường như cảm thấy thái độ của mình có chút nghĩa khác, sắc mặt nàng rất nhanh đã biến lạnh, sau đó quay đầu nhìn về nơi khác. Dương Diệp khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói. Đây không phải là khách khí, chỉ là ta cảm thấy băng linh quả cùng đá năng lượng cực phẩm có thể trợ giúp cho ngươi, vậy nên ta mới cho ngươi, tựa như ngươi cảm thấy linh hồn thể có thể trợ giúp cho ta vậy. Nghe thấy lời giải thích của Dương Diệp, thần sắc của Hiểu Vũ Tịch hóa nhu hòa, nhìn Dương Diệp một chút, sau đó cổ tay khẽ động, thu lại băng linh quả cùng đá năng lượng cực phẩm vào trong tay. Đột nhiên, nàng nhướng mày, xem xét cẩn thận hạ quả băng linh quả kia, sau đó nói. Băng linh quả mà ta đã từng nếm qua cùng băng linh quả của ngươi hình như có chút không giống nhau. Chỗ nào không giống? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Hiểu Vũ Tịch trầm tư một chút, sau đó nói. Năng lượng ẩn chứa bên trong băng linh quả của ngươi còn muốn tinh khiết hơn thứ ta đã nếm qua, ít nhất là gấp 10 lần. Ngươi xác định đây là băng linh quả? Gấp 10 lần. Dương Diệp giật mình, nói. Làm sao có thể? Hiểu Vũ Tịch vừa chuẩn bị nói cái gì, đúng lúc này, một đạo tử quang hiện lên, băng linh quả trong lòng bàn tay Hiểu Vũ Tịch đột nhiên biến mất. Hiểu Vũ Tịch biến sắc, trong mắt thoáng hiện lên sát khí. Thế nhưng đúng vào lúc này, nàng lại đột nhiên phát hiện ra, Dương Diệp đối diện nàng đột nhiên hưng phấn như điên mà kêu lớn lên. Tiểu gia hỏa, tử quang lóe lên, tử điêu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Song trào ôm một quả băng linh quả, tử điêu nhìn Dương Diệp không chớp mắt. Thời gian dần trôi qua, bên trong đôi đồng tử linh động đã chứa đầy những giọt nước mắt trong suốt như tuyết. Nhìn thấy tử điêu như vậy, Dương Diệp thấy lòng mình tê dần, đưa tay ôm lấy tử điêu vào trong ngực, cái cằm cọ sát cái đầu nhỏ xù lông của tử điêu, ôn nhu nói. Tiểu gia hỏa, sao người lại tới đây? Trong lòng Dương Diệp, có thể nói tử điêu là một tồn tại không gì có thể thay thế được. Có thể nói, trong mắt Dương Diệp, ngay cả địa vị của Tô Thanh Thi so ra cũng còn kém tử điêu. Bởi vì chỉ có tiểu gia hỏa là cùng hắn đi lên, cùng hắn đồng sinh công tử. Đối với Dương Diệp mà nói, có phụ trời phụ đất, có phụ người trong thiên hạ thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không phụ tiểu gia hỏa. Tử điêu cọ cọ cái cằm của Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, tiểu trảo lập tức khua loạn. Nửa ngày sau khi Dương Diệp đã hiểu ý tứ của tiểu gia hỏa, khóe miệng hắn co quắp một trận, nói. Ngươi nói là người trốn tới. Tử điêu gật gật cái đầu nhỏ, sau đó lộ ra một nụ cười sán lạn. Dương Diệp cười khổ, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của tiểu gia hỏa, nói. Ngươi trộm trốn đi, phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi sẽ lo lắng, biết không? Lúc này trong lòng hắn rất là cảm động, bởi vì hắn biết, tiểu gia hỏa sở dĩ trộm trốn ra, ngoại trừ việc không nỡ rời khỏi hắn thì cũng rời vì nó lo lắng cho hắn.
Dù sao thì hiện tại địch nhân của hắn có muốn đếm cũng đếm không xuể. Nó, là chồn không gian. Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch một bên trầm giọng kinh hỏi. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó hỏi. Ngươi biết tộc nhân của tiểu gia hỏa? Thấy Dương Diệp gật đầu, Hiểu Vũ Tịch cổ quái nhìn Dương Diệp một hồi, sau đó lại nhìn Tử Điêu một hồi, nói. Nó, vì sao lại đi theo ngươi, lại còn có quan hệ thân mật như thế với ngươi? Lúc này trong lòng Hiểu Vũ Tịch phi thường khiếp sợ, nàng đương nhiên là biết chồn không gian, gia tộc cùng phụ thân nàng đều kiêng dè chủng tộc kinh khủng này vô cùng. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, hiện tại nàng lại thấy một con chồn không gian thân mật như thế với một nhân loại. Phải biết rằng, đối với nhân loại, yêu tộc luôn luôn mang thái độ xem thường cùng thù địch. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Chuyện này nói ra dài lắm, về sau có cơ hội ta sẽ từ từ nói cho người nghe. Nói xong, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, nói. Tiểu Gia Hỏa, nếu người đã tới, vậy thì chúng ta liền cùng nhau liên thủ chiếu cố cấp thiên tài của các vực tại Đại Lục Huyền Giả đi, như thế nào? Nhãn thần của Tử Điêu sáng lên, sau đó gật mạnh cái đầu nhỏ. Mấy chuyện đánh nhau cướp bóc là thứ nó thích nhất. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, sau đó ôm Tiểu Gia Hỏa đi sâu vào phía trong mộ, đằng sau, Hiểu Vũ Tịch trầm mặc chớp mắt một cái. Sau đó thân hình cũng khẽ động, đi theo. Ngay khi Dương Diệp cùng Tử Điêu và Hiểu Vũ Tịch vừa rời đi không lâu, không gian nơi bọn hắn vừa đứng đột nhiên vặn vẹo một trận, lập tức, một nam một nữ xuất hiện ở đó. Một nam một nữ nào phải ai khác, chính là Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu lúc trước ngăn cản Tiểu Gia Hỏa đi cùng Dương Diệp. Hắn, thật sự là đệ tử của người thủ mộ. Nhìn nơi mà Dương Diệp cùng Tử Điêu vừa biến mất, Yêu Hậu trầm giọng hỏi. Điêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói. Có lẽ không phải là giả. Nói đến đây, sắc mặt Điêu Hoàng đột nhiên trở nên ngưng trọng, nói. Kẻ này có chút thần bí, bởi vì ta đã từng xem xét quỹ tích vận mệnh trong tương lai của hắn, thế nhưng lại không thu hoạch được gì, bởi vì tương lai của hắn hoàn toàn mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy. Dựa vào thực lực của người mà tại không có cách nào điều tra quỹ tích vận mệnh của một huyền giả vương giả cảnh. Yêu Hậu nhíu mày hỏi. Trên đời này không ai có thể thấy rõ tương lai của hắn. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên giọng nói của người thứ ba, lập tức, một vị trung niên mặc hoa bào quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hai người Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu. Vị trung niên thân khoác áo choàng dài, tướng mạo thanh tú, cầm trong tay một chuỗi Phật châu tử sắc, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí chất lạnh nhạt phiêu miểu, thế nhưng cặp mắt của hắn lại bị một tầng dây lụa màu trắng bịt kín. Nhìn thấy trung niên nhân, sắc mặt của Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu có chút biến sắc, không phải bởi vì trung niên nhân đột nhiên xuất hiện mà là vì câu nói vừa rồi của trung niên nhân, trên đời này không ai có thể thấy rõ tương lai của hắn. Nếu như là người khác nói ra câu nói này, phu thê bọn họ đương nhiên sẽ không biến sắc, nhưng đây lại là do người trước mắt nói, vậy thì lại khác. Bởi vì người trước mắt này chính là Hiểu Thiên Cơ, đương đại. Hiểu Thiên Cơ là gì? Chính là chỉ người có thể biết được thiên cơ, dự toán tương lai. Lịch đại Hiểu Thiên Cơ, thực lực của bọn hắn có lẽ không phải rất mạnh, thế nhưng năng lực xem bói lại không một ai có thể so sánh. Vậy mà lúc này Hiểu Thiên Cơ đương đại lại nói trên đời này không ai có thể thấy rõ tương lai của một vương giả cảnh. Hiểu Thiên Cơ, người có ý tứ gì? Yêu Hậu trầm giọng nói. Ngay cả người cũng vô pháp thấy rõ tương lai của hắn. Hiểu Thiên Cơ lắc đầu, nói. Tương lai cùng quá khứ của hắn đều bị một loại lực lượng thần bí ngăn che, ta cũng vô pháp nhìn trộm tương lai của hắn. Vậy thì Tử Nhi đi theo hắn đến tột cùng là phúc hay là họa? Thần sắc Yêu Hậu có chút không vui. Hiểu Thiên Cơ cười khẽ, nói. Yêu Hậu, kỳ thật điều này đã không còn trọng yếu, ngươi hẳn là cũng biết, hơn trăm năm nữa, nếu như thiên lộ không thông, kết cục chờ đợi mọi người sẽ là cái gì? Thế nhưng Tử Nhi là chồn không gian mắt tím vài vạn năm cũng khó gặp được của tộc chồn không gian. Yêu Hậu trầm giọng nói. Dựa vào tư chất cùng thiên phú của nó, trăm năm nữa biết đâu nó lại có thể có được năng lực xuyên giới. Thế nhưng nếu như không thành công thì sao? Hiểu Thiên Cơ nói. Yêu Hậu biến sắc, im lặng. Các ngươi phát hiện ra hay không? Lúc này, Hiểu Thiên Cơ đột nhiên nói. Phàm là người đi theo tiểu tử này. Tỷ như nha đầu kia của nhà người cùng Hiểu nha đầu của nhà ta, quỹ tích vận mệnh của bọn hắn đều đã bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Nghe vậy, sắc mặt của Yêu Hậu cùng Điều Hoàng đồng thời biến đổi.
Ha ha. Lúc này, Hiểu Thiên Cơ đột nhiên khẽ nở nụ cười, cười một lát, nói. Thiên Cơ, Thiên Cơ, nhìn trộm Thiên Cơ, nó khiến cho Hiểu gia ta vạn năm qua đời đời phải trả một cái giá thảm trọng. Ta vốn nghĩ là Hiểu Thiên Cơ đến thế hệ của ta sẽ kết thúc, có lẽ Thượng Thiên đã bỏ qua cho Hiểu gia ta, vậy mà lại không nghĩ tới, Hiếu gia ta vẫn cứ phải trả đại giới. Bất quá, cũng còn may, Thượng Thiên không có chém tận giết tuyệt, cho Hiếu gia ta lưu lại một chút hy vọng sống, ha ha. Sau khi Hiểu Thiên Cơ rời đi, Yêu Hậu trầm giọng nói. Ta vẫn là không muốn để cho Tử Nhi đi theo một nhân loại, lần này chúng ta phải cưỡng ép đưa nó trở về. Nó vậy mà lại lấy cái chết ra uy hiếp hai ta, ta cảm thấy có thể Tử Nhi đã động tình với tiểu tử kia, nếu để cho hai người bọn họ tiếp tục ở chung một chỗ, đến lúc đó chỉ sợ. Điêu Hoàng cười khổ, nói. Nhưng chúng ta lại có biện pháp gì? Ta hiện tại cảm thấy may mắn thay lúc trước không có giết chết tiểu tử này, không thì chỉ sợ Tử Nhi cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ta. Ai nha, hiện tại, điều mà ta lo lắng chính là hôn sự của Tử Nhi cùng tiểu tử Hạo Thiên của Thái Hư Cổ Long tộc đây này. Tiểu tử kia giờ đã đạt tới linh giai rồi đó. Hừ, tiểu tử nhân loại lừa gạt Tử Nhi thì cứ để cho hắn tự suy nghĩ biện pháp đối phó đi. Yêu Hậu hừ lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, Yêu Hoàng cười khổ, sau đó vung tay lên, không gian vặn vẹo, cùng Yêu Hậu biến mất ngay tại chỗ. Càng đi vào sâu bên trong mộ địa thì cỗ hàn phong âm hàn thấu xương lại càng ngày càng mãnh liệt, điều này khiến cho Dương Diệp càng ngày càng hưng phấn cùng kích động, bởi vì điều này cùng đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hắn và cửu U Hàn Phong càng ngày càng gần. Hắn đã tự mình thể nghiệm qua sự cường đại của U Minh Quỷ Hỏa, cùng là thiên địa linh vật, uy lực của cửu U Hàn Phong hẳn là sẽ không kém đi. Nếu như có thể thu phục được cửu U Hàn Phong, vậy thì thực lực của hắn chắc hẳn sẽ tăng lên một khoảng lớn. Đến lúc đó, hắn sẽ chân chính có được lực lượng cùng con át chủ bài để đối mặt với các yêu nghiệt của đại lục huyền giả. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn có thể báo thù một kiếm kia của Mạc Khinh Ngữ. Bỗng dưng, Hiểu Vũ Tịch dừng bước, nhìn về phía kiến trúc như là một cung điện xa hoa ở phía xa, nói. Đó chính là Minh Thần Mộ. Oanh! Đúng lúc này, từ trong mộ đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, ngay lập tức, toàn bộ cung điện chấn động. Là Ma Kha. Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch nghiêm lại, nói. Hắn vậy mà lại vận dụng ma khí. Dương Diệp nhướng mày, đang chuẩn bị hỏi ma khí là cái gì thì từ bên trong cung điện kia lại đột nhiên truyền ra một tiếng cười to. Ngay lập tức mấy đạo nhân ảnh từ trong cung điện ấy lướt nhanh ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp quả quyết lôi kéo Hiểu Vũ Tịch đang muốn tiến lên ẩn nấp sang bên cạnh. Nói đùa, chuyện làm ngư ông đắc lợi là chuyện hắn thích làm nhất. Bị Dương Diệp cầm ngọc thủ. Thân thể Hiểu Vũ Tịch cứng đờ, trên mặt thoáng hiện một vòng ửng đỏ. Đang muốn giãy ra khỏi tay Dương Diệp đã lại nói. Có thể làm cho Ma Kha tức giận, đối phương nhất định là một gia hỏa cực mạnh. Nếu hiện tại chúng ta lao ra, mấy người Ma Kha cùng minh vực kia vô cùng có khả năng tới đối phó với ta trước. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng cũng không cần thiết can thiệp vào ngay thời điểm này. Người buông ra tay ta ra trước đã. Hiểu Vũ Tịch đỏ mặt trừng Dương Diệp một cái, nổi giận nói. Tay. Dương Diệp sững sờ, nói. Cái gì tay? Nắm tay ta. Hiểu Vũ Tịch trừng mắt nhìn Dương Diệp, sắc mặt đỏ bừng. Nếu như không phải sợ mình tổn thương Dương Diệp thì nàng đã động đao rồi. Nghe vậy, Dương Diệp cúi đầu xem xét, phát hiện ra bản thân mình vậy mà lại gắt gao nắm tay Hiểu Vũ Tịch. Dương Diệp vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng cười, nói. Cái kia, vừa rồi quá kích động, cho nên có chút gấp, ngươi chớ để ý ha. Hiểu Vũ Tịch trừng Dương Diệp một cái, quay đầu, không nói. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, nửa ngày sau, Dương Diệp vừa chuẩn bị lên tiếng, Hiểu Vũ Tịch lại đột nhiên nói. Vô dụng, dựa vào thực lực của bọn hắn vừa ra tới đã có thể cảm nhận được chúng ta. Cái này thì ngươi yên tâm. Dương Diệp cười cười. Sau đó đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của tử điêu hiểu ý, chảo nhỏ vung lên, hai đạo tử quang lập tức gắn vào trên thân hai bọn họ. Đây là... Hiểu Vũ Tịch khó hiểu nói. Ta cũng không biết. Dương Diệp nói. Dù sao thì nếu như có thứ này, có là cường giả linh giả cảnh thì cũng không thể phát hiện ra chúng ta, bởi vì thứ này dường như có thể ngăn cách khí tức của chúng ta. Hiểu Vũ Tịch nhìn tử điêu một chút, sau đó không nói gì. Ha ha,
Không hổ là kẻ yêu nghiệt nhất ma tộc ngàn năm qua, có khả năng trở thành ma thần nhất, lại có thể bất phân cao thấp với quyền của Mục Quân ta, thú vị, ha ha. Là Mục Quân. Lúc này, nghe được tiếng cười to từ trong cung điện, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nghiêm nói. Ngươi biết hắn? Dương Diệp hỏi. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, nói. Hắn là thái tử của đỉnh Hán đế quốc tại Trung Vực, ngươi có lẽ chưa từng nghe qua đỉnh Hán đế quốc. Như này, thế lực của đế quốc này không thua kém bất kỳ một cửu phẩm tông môn cùng cấp ẩn thế thế gia nào, bởi vì từ khi đại lục phân liệt đến nay, không, phải nói là từ trước khi đại lục còn chưa phân liệt, đế quốc này đã tồn tại rồi. Lịch sử tồn tại của bọn há so với bất kỳ một cửu phẩm tông môn nào của hiện tại đều lâu đời hơn. So sánh với Nam vực Đại Tần đế quốc, ai mạnh hơn? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hoàn toàn không thể so sánh. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu nói. Ngươi cũng đã biết, tại Trung vực có một đội quân gồm 10 vạn người, đội quân này tên là Phệ Hồn. Đội quân này khiến cho những ẩn thế thế gia cùng cửu phẩm tông môn đều kiêng dè không thôi, bởi vì kẻ thấp nhất trong đó cũng đều là cường giả linh giai. 10 vạn binh sĩ linh giai. Dương Diệp cả kinh nói. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, nói. Đây vẫn chỉ là thực lực bên ngoài của bọn hắn, về phần ẩn tàng, chỉ sợ còn càng kinh người hơn. Dương Diệp lắc đầu cười khổ, 10 vạn binh sĩ linh giai, lại còn chỉ là thực lực bên ngoài, thực lực của đỉnh Hán đế quốc đến tột cùng là mạnh đến mức nào. Đáng để nhắc đến chính là, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Vạn năm trước, Kiếm Tông Tổ Sư đã từng phát sinh một lần xung đột với đế quốc này. Về sau thế nào? Dương Diệp lập tức thấy hứng thú. Đệ nhất cường giả của đại lục này sinh xung đột với đỉnh Hán đế quốc, chuyện tuyệt đối là đặc sắc nha. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Kiếm Tông Tổ Sư cầm theo một thanh kiếm trực tiếp đánh tới Kim Loan Điện trong hoàng cung của đỉnh Hán đế quốc, lúc ấy đỉnh Hán đế quốc mất hết mặt mũi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra đại trận hộ quốc, nhưng đại trận hộ quốc này vẫn như cũ bị Kiếm Tông Tổ Sư phá vỡ. Cuối cùng, bất đắc dĩ. Ba vị thái thượng trưởng lão ẩn thế của đỉnh Hán đế quốc không thể không rời núi. Sau đó thì sao? Dương Diệp không chờ được nữa, truy vấn. Sau đó Kiếm Tông Tổ Sư rút lui. Hiểu Vũ Tịch nói. Kiếm Tông Tổ Sư thua. Dương Diệp kinh ngạc nói. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, nói. Không thua, nhưng cũng không thắng, bởi vì ba vị thái thượng trưởng lão kia đã tập trung toàn bộ lực lượng tín ngưỡng quốc gia của đỉnh Hán đế quốc để đối kháng với Kiếm Tông Tổ Sư. Lực lượng của một quốc gia, thêm vào đó là gần 100 vị cường giả hoàng giả cảnh và 3 vị cường giả thánh cảnh. Cho dù là Kiếm Tông Tổ Sư vô địch khắp thiên hạ cũng chỉ có tạm thời rút đi. Bất quá trước khi rút đi, hắn lại vẫn có thể chém chết hoàng đế đương nhiệm của đỉnh Hán đế quốc cùng một vị thái thượng trưởng lão. 100 vị cường giả hoàng giả cảnh, 3 vị cường giả thánh cảnh. Ít hầu Dương Diệp lăn lăn, nội tình như vậy cũng quá là kinh khủng đi. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, nói. Cũng vì có lần ấy, thế nhân mới thấy được sự kinh khủng của đỉnh Hán đế quốc. Ngoại trừ tộc Chồn không gian, có thể bước lui Kiếm Tông Tổ Sư cũng chỉ có mình đế quốc này. Kiếm Tông Tổ Sư năm đó đến tột cùng là mạnh đến mức nào? Trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ tàn nhẫn, nếu như mình hiện tại có thực lực của Kiếm Tông Tổ Sư, mẫu thân của mình sẽ bị người ta nhốt tại Bách Hoa Cung hay sao, sẽ còn phải chịu vô tận thống khổ hay sao? Nếu như mình có thực lực của Kiếm Tông Tổ Sư, người nhà của Tiểu Gia Hỏa sẽ còn ngăn trở mình cùng Tiểu Gia Hỏa ở bên nhau hay sao? Nếu có Kiếm Tông Tổ Sư, thế giới này, từ trên khía cạnh nào đó mà nói, thật sự có được thực lực chẳng khác nào sẽ có được hết thảy. Rầm rầm rầm. Lúc này, từ trong cung điện kia một lần nữa truyền ra mấy đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Về sau nếu như người phải giao thủ với Mục Quân, nhớ phải cẩn thận. Nói đến đây, nàng dùng một chút, sau đó nói. Kỳ thật, đến nơi này, cùng ai giao thủ, người đều phải cẩn thận, bởi vì dù có đối mặt với ai thì người cũng không có ưu thế gì. Phải biết rằng, thiên phú của bọn hắn không hề thua kém ngươi, gia thế càng là mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu, các loại công pháp cùng huyền kỹ thì căn bản là không cần nói tới. Mà ngươi... Dương Diệp cười cười, nói. Ta biết, trước mặt với bọn hắn, ta không có bất kỳ ưu thế gì, cho nên ta nhất định phải điên cuồng gia tăng thực lực của mình. Oanh! Ngay khi Hiểu Vũ Tịch chuẩn bị lên tiếng, trong tràng đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời.
Ngay lập tức, trong ánh mắt ngưng trọng của hai người, tòa cung điện kia đột nhiên nổ tung, lộ ra mấy người trong đó. Mấy người ấy Dương Diệp đều biết. Bên trái là Tam Kiệt Trung Vực, phía trước Tam Kiệt Trung Vực còn có một người mặc trường bào kim sắc thêu hình rồng, còn bên phải thì là Ma Kha cùng Hồn U và Ứng Long. Lúc này sắc mặt Ma Kha có chút dữ tợn, quanh thân hắn cũng tản ra vô số ma khí hắc sắc làm cho người ta sợ hãi. Đối diện hắn, nam tử mặc long bào kim sắc cũng mang một sắc mặt có chút ngưng trọng, quanh thân hắn tản ra từng tầng khí lưu màu vàng óng, nếu như nhìn kỹ thì những khí lưu này hóa ra lại là một đầu kim long. Giữa hai đội nhân mã có một tòa thạch quan, phía trên thạch quan nổi lơ lửng một thanh ma thương toàn thân đen nhánh, toàn thân tản ra âm hàn cùng tử khí. Minh thần thương. Bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Phẩm giai gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, bình thường hắn không có hứng thú với thiên giai trở xuống, cũng không phải là không có hứng thú, mà là vì một thanh thương thiên giai trở xuống mà liều mạng với những người này thì cũng không đáng. Không có phẩm giai. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, nói. Chuôi thương này có một đặc tính, đó chính là người sử dụng càng mạnh thì nó liền càng mạnh, bởi vì nó có thể tiếp cận năng lực vô hạn. Có thể kích phát bao nhiêu năng lực thì còn phải xem người sử dụng nó là ai. Ma Kha muốn thanh thương này. Dương Diệp hỏi. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, nói. Hẳn là vậy, nếu như hắn có thể đoạt được thanh thương này, chỉ sợ ngay lập tức đã có thể kích phát ba thành năng lực của thanh thương này. Đến lúc đó, ngoại trừ vài người này ra, chỉ sợ tại chiến trường cổ không có mấy ai có thể ngăn cản được một thương của hắn. Không thể để cho hắn đoạt được. Dương Diệp liền nói ngay, thực lực của Ma Kha đã cực kỳ cường hãn, nếu để cho hắn đoạt được thanh thương này, thực lực ấy sẽ trở nên kinh khủng tới mức nào. Hiểu Vũ Tịch tán đồng gật đầu, nói, Mục Quân cùng Tam Kiệt Trung Vực hẳn là cũng nghĩ như thế, vậy nên mới xuất thủ ngăn cản Ma Kha. Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch thấp giọng trò chuyện với nhau, hai người bọn họ không hề chú ý tới, khi nhìn thấy chuôi minh thần thương này, hai mắt to tròn của tiểu gia hỏa lập tức phát sáng. Trên vuốt nhỏ cũng dần dần hiện ra hào quang màu tím nhàn nhạt. Trong trang, Ma Kha trầm mặt nhìn Mục Quân, nói. Không hổ danh đế hoàng đời tiếp theo của đỉnh Hán đế quốc, long khí đã tinh thuần đến mức có thể hóa thành hình rồng. Ngươi cũng không tệ. Mục Quân cười nói. Chúng một quyền vương đạo võ quyền của ta, vậy mà lại không hề hấn gì. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là người thừa kế duy nhất của ma quân đời tiếp theo của ma tộc đi. Hát. Ma Kha không trả lời mà quay người nhìn Hồn U, sau đó nói. Ta biết ngươi lúc trước che giấu thực lực, giúp ta đạt được minh thần thương, Ma Kha ta hứa hẹn, dù toàn lực giúp ngươi đoạt được minh thần truyền thừa, ta nói được thì làm được, như thế nào? Chuyện này là thật. Hồn U nhướn nhướn lông mày, trầm giọng hỏi, C. Đương nhiên. Ma Kha nói. Khặc khặc. Hồn U âm hiểm cười cười, sau đó tay phải khẽ động. Một sợi xiềng xích đen nhánh lập tức xuất hiện trước người, nói. Ta thay ngươi ngăn trở hai người trong Tam Kiệt Trung Vực, còn lại, chính ngươi nghĩ biện pháp, nếu như không có cách gì thì ta cũng vô năng bất lực. Ma Kha khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ứng Long, nói. Giúp ta lần này, ta sẽ cho ngươi mượn xem quyển thượng của Thiên Ma Thần Thể. Ngươi nỡ sao? Trương mắt Ứng Long hiển hiện một tia hưng phấn. Ta có lựa chọn sao? Ha ha, Ứng Long cười dài một tiếng, lập tức thần thể đáp xuống, khôi phục bản thể bay thẳng lên trời, khí cơ lập tức khóa chặt đảm người Mục Quân đối diện. Người một mình đối phó với hai người trong số chúng ta. Lúc này, Hy Lạc công tử đột nhiên đi ra, nhìn Hồn U, nói. Chỉ bằng ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, vậy mà dám tuyên bố muốn đơn độc đấu với hai người trong số chúng ta. Ngươi xác định ngươi hôm nay đi ra ngoài có mang theo não chứ? Nếu như không mang thì ta có thể giúp ngươi tìm lại não. Nói xong, cổ tay khẽ động, một cái búa dài xuất hiện ở trong tay hắn. Mang hay không mang, ngươi tự mình thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hồn U rẽn lẽo nói. Thật sự cho rằng Tam Kiệt Trung Vực các ngươi ghê gớm lắm sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy, cái gì mới gọi là yêu nghiệt chân chính. Nói xong. Hồn U tâm niệm khẽ động, Minh U xiềng xích trong tay lập tức xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đánh về phía Hy Lạc công tử. Đánh hay lắm. Hy Lạc công tử thét to một tiếng, lập tức, cự phủ trong tay bỗng nhiên bổ về phía xiềng xích. Nhìn Hy Lạc công tử cùng Hồn U chiến đấu với nhau,
Mục Quân trầm ngâm, sau đó nói. Nam Cung cô nương, làm phiền ngươi xuất thủ trợ giúp Hy Lạc. Nam Cung Mộng nhướng mày, nói. Ngươi đang hoài nghi thực lực của Hy Lạc. Mục Quân lắc đầu, nói. Không phải là ta hoài nghi thực lực của hắn, mà là hồn u che giấu thực lực, nếu như ta không đoán sai, hắn có khả năng đã lĩnh ngộ, dạ chi ý cảnh. Nếu dưới tình huống bình thường, Hy Lạc dù cho không địch lại thì cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng mà tại Minh Thần Chi Mộ thì Hy Lạc chỉ cần sơ sót một chút là sẽ có thể bị trọng thương. Dạ chi ý cảnh. Nam Cung Mộng giật mình, nói. Làm sao có thể? Không có gì là không có khả năng. Mục Quân trầm giọng nói. Ngươi nhìn thân hình của hồn u mà xem, mặc dù hắn đã cực lực ẩn giấu, thế nhưng bất chi bất giác, thân hình của hắn vẫn hòa làm một thể với toàn bộ bóng đêm. Chút nữa Hy Lạc mà có gì sơ sẩy thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nếu như bị trọng thương tại chiến trường cổ này, ngươi hẳn phải biết là sẽ có kết cục gì. Nhìn hồn u nửa ngày, Nam Cung Mộng rốt cục không do dự nữa, sau đó thân hình khẽ động, thiểm lược trên không, gia nhập cùng Hy Lạc công tử chiến đấu với hồn u. Nhìn thấy Nam Cung Mộng đến giúp đỡ, Hy Lạc công tử nhướng mày, đang chuẩn bị mở miệng, Nam Cung Mộng đã giành nói. Đừng nói nhảm, chúng ta liên thủ giết tên người không ra người quỷ không ra quỷ này đi. Nghe vậy, Hy Lạc công tử lập tức vui mừng, nói. Được, Mộng Mộng, phu thê chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Ha ha, nói rồi thân hình lóe lên, lao vút về phía hồn u. Nam Cung Mộng, phía dưới. Lý Thanh Thủy cũng lập tức đánh một trận cùng Ứng Long, ngay lập tức, giữa sân liền chỉ còn lại Ma Kha cùng Mục Quân. Tới đi! Mục Quân khẽ cười nói. Như ngươi mong muốn. Ma khí toàn thân Ma Kha lập tức tăng vọt, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tử quang thoáng hiện, Minh Thần Thương lơ lửng tại trên quan tài đá biến mất không còn chút dấu vết nào ngay trước mắt Ma Kha cùng Mục Quân. Cùng lúc đó, bên trên song chảo của Chồn Tía núp trong bóng tối lại đang đỡ lấy một thanh Minh Thần Thương còn lớn hơn nó mấy lần. Sau khi ngốc trệ một lát, niệm đầu tiên trong đầu Dương Diệp ý chính là. Phiền phức lớn rồi. Khóe mắt Hiểu Vũ Tịch một bên cũng nhịn không được nháy nháy. Minh Thần Thương dài khoảng một trường năm được tiêu chảo nhỏ nhắn xinh xắn của Tử Điêu đỡ lấy, tỷ lệ thân hình của cả hai nhìn qua có chút buồn cười. Tử Điêu quan sát Minh Thần Thương một chút. Sau đó đưa nó tới trước mặt Dương Diệp, lập tức lộ ra một nụ cười cực kỳ sán lạn. Hiển nhiên, nó cho rằng nó cùng Dương Diệp đã lại có thêm một bảo bối. Dương Diệp thì dở khóc dở cười, kỳ thật hắn không có hứng thú với Minh Thần Thương, bởi vì hắn chỉ dùng kiếm. Còn nữa, Minh Thần Thương hiện tại chính là một thứ đồ phỏng tay đó nha. Ai lấy nó thì sẽ phải tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của ba người Ma Kha. Mục tiêu của hắn chỉ là cử U Hàn Phong. Đối với Minh Thần Thương xác thực chưa từng động tâm. Và lại, trước khi đoạt được Cửu U Hàn Phong, hắn cũng không muốn trêu chọc kẻ địch mạnh. Bất quá, bây giờ đã đoạt được, muốn bảo hắn giao ra thì tất nhiên là không thể. Tử Điêu hiển nhiên cũng ý thức được Minh Thần Thương mà nó đoạt về có ý vị như thế nào, lúc nó hiến bảo vật Minh Thần Thương tới trước mặt Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo chỉ tràn đầy thiếu dung hưng phấn. Nhìn thấy một màn, không tin không phổi, như thế. Hiểu Vũ Tịch nhịn không được mà giật giật khóe mắt. Minh Thần Thương đúng là đồ tốt, thế nhưng có thể loạn đoạt về sao? Không phải sao, Tam Kiệt Trung vực còn có đám người hồn u lúc trước nguyên bản còn đang kịch chiến kia nay đã ngừng lại, sau đó ánh mắt như điện mà phóng về vị trí bọn họ bên này. Hiểu Vũ Tịch nhìn Tử Điêu một chút, sau đó lại nhìn Dương Diệp một chút, sau đó tay trái chậm rãi nắm lấy chuôi đao. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười cười với Tử Điêu. Lập tức nắm lấy Minh Thần Thương vào trong tay. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong thương truyền đến, đánh tới trong cơ thể cùng thức hải của hắn. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, kiếm ý phun ra, lập tức trấn áp cỗ lực lượng kia xuống. Cầm Minh Thần Thương, thân hình Dương Diệp khẽ động, đi tới trước mặt đám người Ma Kha. Không phải là hắn không muốn trốn, mà là lúc này bọn hắn căn bản trốn không thoát, bởi vì kia Mục Quân cùng đám người Ma Kha đã bao vây bọn hắn. Hiện tại nếu như trốn chạy thì sẽ bị toàn bộ mấy kẻ yêu nghiệt nhất đại lục huyền giả vây công. Mặc dù Dương Đê Diệp tự tin nhưng cũng còn chưa có tự tin đến mức một thân một mình đơn độc đấu với cả đám người. Lúc này, một làn gió thơm nhàn nhạt đánh tới, Dương Diệp bỗng nhiên quỳ cay đầu, chỉ thấy Hiểu Vũ Tịch đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch, trong lòng Dương Diệp ấm áp, sau đó nói.
đa tạ. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì, chỉ nắm chuôi đao càng thêm chặt. Thấy là Dương Diệp, lông mày Ma Kha lập tức nhíu lại thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu nồng đậm, trầm giọng nói. Đan điền của ngươi vẫn dùng được sao? Hồn U cũng nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên, hắn cũng vô pháp lý giải vì sao đan điền của Dương Diệp lại vẫn vô sự. Phải biết rằng, đan điền là căn bản của huyền giả, nơi này là địa phương yếu ớt nhất, cũng là nơi quan trọng nhất của một huyền giả. Nếu như nơi này bị hủy đi, so với chuyện kinh mạch toàn thân đứt đoạn còn muốn nghiêm trọng hơn, bởi vì trên đời này chưa xuất hiện thiên tài địa bảo nào có thể trị liệu đan điền. Sự thật đã phơi bày ngay trước mặt ngươi, còn cần ta dùng ngôn ngữ để chứng thực sao? Dương Diệp nhẹ giọng cười cười, sau đó dương lên minh thần thương trong tay, nói. Ma Kha, ngươi muốn thanh thương này. Ngươi lại chết một lần nữa sao? Ma Kha nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói. Thử một chút coi sao. Dương Diệp nhướn lông mày, nói. Tay phải Ma Kha bỗng nhiên nắm chặt, ngay khi hắn muốn xuất thủ, đúng lúc này, Mục Quân một bên đột nhiên nhìn Dương Diệp cười nói. Không tệ, dám đối mặt với ma quân đời tiếp theo của ma tộc như thế, mặc kệ ngươi có phải là kiếm hoàng tương lai hay không, chỉ bằng phần gan dạ này cũng đủ khiến cho ngươi có thể kiêu ngạo tại đại lục huyền giả. Ngươi từng nghe qua về ta? Nhìn Mục Quân, Dương Diệp hỏi. Chuẩn kiếm hoàng, có ai lại chưa từng nghe qua? Mục Quân cười nói. Ngươi muốn thanh thương này? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mục Quân sững sờ, sau đó cười to một tiếng, nói. Thú vị lắm, được, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói đi, điều kiện là gì? Ngươi có thể đưa ra lợi ích gì? Dương Diệp lập tức hứng thú, minh thần thương à một thứ đồ phỏng tay, đối với hắn còn không có tác dụng gì, nếu như có thể dùng vật này đổi lấy một vài vật hữu dụng đối với mình, sau đó lại ném thứ đồ phỏng tay này đi, vậy thì đương nhiên là không thể tốt hơn. Lúc này, Lý Thanh Thủy trong Tam Kiệt Trung Vực đột nhiên nói. Dương Diệp, nếu như ta là ngươi, ta sẽ chủ động giao ra minh thần thương. Cùng chúng ta có kẻ mặc cả, ngươi cũng phải nhìn xem chính mình có tư cách hay không. Ta đang cùng ngươi có kẻ mặc cả sao? Dương Diệp nhìn về phía Lý Thanh Thủy, nói. Làm ơn đi, ngươi chớ tự mình làm ra vẻ tốt đẹp có được không? Về phần ta có tư cách kia hay không thì ta cũng không biết, dù sao thì ta cũng chỉ biết là, chỉ cần ta nguyện ý, chuôi thương này lúc nào cũng có thể rơi vào trong tay Ma Kha. Ngươi tin không? Ngươi muốn chết? Sắc mặt Lý Thanh Thủy phát lạnh, thân hình lập tức khẽ động, điện xạ về phía Dương Diệp. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo hàn quang chợt lóe lên, Lý Thanh Thủy lập tức quay về chỗ cũ. Lý Thanh Thủy bị đánh trở về chỗ cũ lập tức ngưng trọng sắc mặt, nhìn Hiểu Vũ Tịch một mực bị nàng coi nhẹ, nói. Ngươi là người phương nào? Đám người Ma Kha đã được chứng kiến sự cường hãn của Hiểu Vũ Tịch. Thế nhưng khi thấy Hiểu Vũ Tịch dùng một đao bức lui Lý Thanh Thủy, trong lòng vẫn là không nhịn được giật mình. Trên đời này, khó chơi nhất cùng đáng sợ nhất, ngoại trừ kiếm tu chính là đao tu. Hiểu Vũ Tịch. Mục Quân nhìn Hiểu Vũ Tịch, trầm giọng hỏi. Hiểu Vũ Tịch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Quân, sau đó lui về bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu với Hiểu Vũ Tịch, sau đó nhìn về phía đám người Mục Quân, nói. Hiện tại chúng ta có thể đàm luận điều kiện hay chưa? Ta biết, dựa vào hai người chúng ta không có cách nào đối kháng với bất kỳ bên nào trong số các ngươi, thế nhưng ta có thể cam đoan, nếu bất kỳ bên nào trong số các ngươi dám động thủ, minh thần thương sẽ rơi vào trong tay đối thủ của các ngươi. Dương Diệp, ngươi cũng là nhân loại đó. Sắc mặt Mục Quân trầm xuống, nói. Vậy sao? Dương Diệp lắc đầu, cười nói. Nhưng mà hình như cũng có nhiều nhân loại muốn giết ta lắm mà. Với ta mà nói, không có nhân loại cùng dị loại, chỉ có người một nhà cùng địch nhân. Ai phạm ta, ta giết kẻ ấy, về phần đối phương là nhân tộc hay là ma tộc, là minh tộc hay là yêu tộc, chuyện này đều không trọng yếu. Nghe thấy lời Dương Diệp nói, đám người Ma Kha nhất thời nhìn hắn một cái, sau đó trong mắt lóe lên một vòng quang mang dị dạng. Còn sắc mặt của đám người Mục Quân thì lại có chút khó coi. Nếu như Dương Diệp, không, chuẩn xác mà nói, nếu như Hiểu Vũ Tịch đứng về phía bọn hắn thì bọn hắn liền có thể dồn ép đám người Ma Kha. Thế nhưng đối phương lại một mực đứng về phe Dương Diệp không có khái niệm chủng tộc. Trọng yếu nhất chính là, lúc này Dương Diệp còn muốn dọa dẫm bọn hắn, càng quan trọng hơn là bọn hắn hiện tại chỉ có thể bị dọa dẫm. Chỗ ta có một bản công pháp luyện thể.
Lúc này, Ma Kha đột nhiên nói. Là thiên giai hạ phẩm, ta nguyện ý lấy bộ công pháp kia trao đổi với ngươi, như thế nào? Thiên giai hạ phẩm. Dương Diệp lập tức hứng thú, nhục thể của hắn mặc dù đã cực kỳ cường hãn nhưng nếu so cùng Ma Kha hay một vài cấp yêu thú của yêu tộc thì vẫn là kém hơn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn không có một bộ công pháp luyện thể tốt, nếu không thì nhục thể của hắn sẽ còn cường hãn hơn như thế này nhiều lần. Nhìn thấy Dương Diệp có hứng thú, Mục Quân một bên lập tức có chút gấp, sau đó không do dự nữa, cổ tay khẽ động, một hộp kiếm kim sắc xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó nói. Hộp kiếm này tên là Vô Cực, bên trong có chứa 108 chuôi huyền kiếm địa giai thượng phẩm, bên trên mỗi một chuôi huyền kiếm đều có khắc phù lục tăng cường. Ngươi là kiếm tu, nếu như ngươi có được hộp kiếm này, thực lực của ngươi chắc chắn trong nháy mắt sẽ tăng lên mấy cấp bậc. Nhìn hộp kiếm kim sắc kia, con mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. 36 chuôi huyền kiếm trong cơ thể hắn mặc dù đã được Tiểu Tuyền cải tạo thành địa giai, thế nhưng hắn biết, đây cơ hồ đã là mức cực hạn của 36 chuôi huyền kiếm kia. Dù sao thì chất liệu của 36 chuôi huyền kiếm ấy cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Mà bây giờ địa giai kiếm đã không còn giúp được gì nhiều cho hắn, chỉ có đạt tới thiên giai thì uy lực của kiếm trận mới có thể tạo thành uy hiếp đối với những yêu nghiệt trước mắt này. Dương Diệp đè lại kích động trong lòng, sau đó lắc đầu, nói. Các ngươi hẳn phải biết giá trị của Minh Thần Thương, giá trị của Minh Thần Thương chỉ đáng ngần ấy sao? Cho nên, ta hy vọng các ngươi thành ý một chút, đừng lừa phỉnh ta, không thì mọi người chỉ có thể nhất phách lưỡng tán. Mặc dù thương này đối với ta mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng về sau lấy ra tặng người ta cũng là không tệ. Nghe xong lời Dương Diệp nói, khóe miệng mọi người tại đây giật giật một cái, tặng cho người ta. Ngươi nỡ sao? Ta tăng thêm 10 vạn viên đá năng lượng. Mục Quân trầm giọng nói. Đây đã là cực hạn của ta, nếu như người còn không vừa lòng, vậy ngươi cứ đưa Minh Thần Thương cho Ma Kha đi. Bất quá, ta có thể cam đoan. Dù cho ngươi có thể cầm tới công pháp luyện thể kia thì ngươi cũng không còn mạng để tu luyện, dù cho bên cạnh người có thiên tài hiểu ra bảo hộ. Không phải ta đang uy hiếp ngươi đâu, chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Cái này còn không phải uy hiếp. Dương Diệp cười cười, nói. Ngươi biết không, thứ ta không thích nhất chính là bị người ta uy hiếp, bất quá lần này có thể ngoại lệ. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tử Điêu, sau đó lại nói. Ta biết. Mặc kệ ta đưa Minh Thần Thương cho ai thì cũng đều sẽ bị một phương khác truy sát, cho nên, ta nghĩ đến một biện pháp, đó chính là hai bên các ngươi đưa đồ vật cho ta trước, sau đó ta trả Minh Thần Thương về chỗ cũ, chính các ngươi tới tranh đoạt, như thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta là đồ đần sao? Sắc mặt Mục Quân trầm xuống, nói. Ta hiện tại đã hiểu vì sao tại có nhiều người muốn giết người như vậy, nguyên lai người thật sự là rất đáng chết. Nhưng đến nay vẫn chưa có ai có thể thành công, không phải. Sao? Dương Diệp cười nói. Ngươi thật sự tự tin như vậy sao? Hai mắt Mục Quân nhắm lại, trong mắt lóe ra hàn mang lạnh lẽo. Ta đồng ý với biện pháp của ngươi. Lúc này, Ma Kha một bên đột nhiên nói. Ngươi trả đồ vật về chỗ cũ, đồng thời cam đoan tiểu gia hỏa trên vai ngươi sẽ không xuất thủ, như thế nào? Tử Điêu trừng mắt nhìn, tiểu trảo nâng lên. Đang chuẩn bị cho Ma Kha một chảo, Dương Diệp đã nhanh tay ôm lấy nó vào trong lòng. Hiện tại cũng không phải lúc bốc đồng, muốn tùy hứng cũng phải nắm được lợi ích vào tay rồi mới tính. Nghe thấy lời Ma Kha nói, Mục Quân lần đầu tiên nhìn về phía Tử Điêu. Khi thấy Tử Điêu, mi đầu của Mục Quân nhíu một cái, nửa ngày, đồng tử hắn đột nhiên co rút, nói. Chồn không gian, giờ mới phát hiện ra, Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Ngươi thì sao, có đồng ý hay không? Nếu như không đồng ý, ta hiện tại sẽ đưa Minh Thần Thương cho Ma Kha, về sau ngươi tự mình nếm thử uy lực của nó đi. Nhìn Tử Điêu nửa ngày, Mục Quân hít sâu một hơi, sau đó tay phải vung lên, một viên nạp giới cùng hộp kiếm kim sắc bay về phía Dương Diệp. Nếu như không có không gian trồn ở đây thì hắn đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, bởi vì hắn vẫn có thể mạnh mẽ đoạt lấy. Thế nhưng là có không gian trồn ở đây. Chuyện cưỡng đoạt cơ hồ chính là một chuyện cười. Một bên, Ma Kha cũng vung tay lên, một quyển trục đen nhánh bay về phía Dương Diệp. Bắt lấy đồ vật hai bên vào trong tay, Dương Diệp cười hắc hắc, sau đó vung tay lên, Minh Thần Thương lập tức bay về phía kia thạch quan. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên thoáng hiện, kiếm quang như thiểm điện,
trong nháy mắt bắn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới người vậy mà lại không chết, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá đã vậy thì ta sẽ để ngươi chết thêm một lần. Sau khi kiếm quang thoáng hiện, giọng nói của Mạc Khinh Ngữ lập tức vang lên. Nghe được tiếng nói này, Dương Diệp lập tức nhắm hai mắt lại, sâu trong đáy mắt giấy lên một vòng sát ý lạnh lẽo, ngón cái khẽ nhúc nhích, một đạo kiếm khí màu tím bắn ra, va chạm với đạo kiếm quang kia. Oanh! Kiếm khí kiếm quang, cả hai đều biến mất. Một đạo thanh quang hiện lên, Mạc Khinh Ngữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn kiếm quang của mình bị kiếm khí màu tím của Dương Diệp đánh tan, Mạc Khinh Ngữ a, một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nói. Thực lực mạnh lên rồi. Dương Diệp không nói gì, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, xuy một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, bắn mạnh về phía Mạc Khinh Ngữ. Hắn cũng chưa quên lúc trước khi đan điền của hắn xuất hiện dị biến, hắn đã bị nữ tử trước mắt đối đãi như thế nào. Hiện tại một lần nữa gặp mặt, dù cho đối phương không giết hắn, hắn cũng sẽ giết đối phương. Cho nên, lúc này, ngôn ngữ đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có một chữ, đó chính là, giết. Nhìn thấy Dương Diệp lại dám xuất thủ trước, sắc mặt Mạc Khinh Ngữ đột nhiên trầm xuống, bàn tay mở ra, thoáng chốc, một thanh huyền kiếm màu xanh hiện lên ở trong tay. Nằm trong tay thanh huyền kiếm ấy, thân hình Mạc Khinh Ngữ khẽ động, như là một trận gió nhẹ, mang theo từng đạo tàn ảnh màu xanh kích xạ về phía Dương Diệp. Một bên, thấy Mạc Khinh Ngữ cùng Dương Diệp vừa gặp mặt đã động thủ, đám người Ma Kha cùng Mục Quân đều không hẹn mà cùng tạm thời dừng chuyện tranh đoạt minh thần thương lại. Hai kiếm tu cường hãn đánh nhau, đây chính là chuyện khó gặp nha. Đương nhiên, sở dĩ lúc này bọn hắn không động thủ, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì song phương đều không làm gì được nhau. Còn Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ, còn có Hiểu Vũ Tịch thì là một biến số. Bởi vì lúc này bên nào được Dương Diệp trợ giúp, hoặc là nói được Mạc Khinh Ngữ trợ giúp, thì bên đó có thể trấn áp bên còn lại. Thấy Mạc Khinh Ngữ điện xạ mà đến, trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ tàn nhẫn, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong huyền kiếm trong tay. Ngay lập tức, hắn bổ một nhát từ trên xuống dưới. Lần này hắn không hề giữ mình, sát lục kiếm ý lục trọng đỉnh phong cộng thêm lực lượng của thân thể khiến cho không gian tại những nơi mà trường kiếm trong tay hắn đi qua đều kịch liệt rung chuyển, từng tiếng khí bạo nổ như tiếng pháo không ngừng vang vọng mà cất lên. Không chỉ có như thế, dưới tình huống Dương Diệp không hề nương tay, sát lục kiếm ý lần đầu tiên hiển lộ sự dữ tợn cùng kinh khủng của nó. Kiếm còn chưa tiếp xúc tới Mạc Khinh Ngữ, một cỗ lực lượng ẩn chứa vô tận sát ý kinh khủng đã đánh tới trước người Mạc Khinh Ngữ, vô tận sát ý trong đó phảng phất như muốn giết hết người trong thiên hạ, làm cho người ta không rét mà run. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới kiếm ý của Dương Diệp lại là sát lục kiếm ý, hơn nữa còn đạt đến lục trọng. Lục trọng sát lục kiếm ý, này đã có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn. Mục Quân trước khẽ giật mình. Sau đó thấp giọng cười một tiếng, nói. Lại là sát lục kiếm ý, hơn nữa còn là lục trọng, ha ha, thật sự là thú vị. Ma Kha một bên thì chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Ánh mắt hắn rơi vào trên thân Trồn Tía, đối với hắn mà nói, Dương Diệp có kinh khủng thêm nữa cũng không kinh khủng bằng tiểu gia hỏa này. Sắc mặt Mạc Khinh Ngữ lần đầu tiên có chút ngưng trọng, nàng biết. Nàng dường như có chút xem thường kiếm tu trước mắt. Bất quá, vậy thì tính sao? Trước mặt Mạc Khinh Ngữ nàng, trên đời này lại có ai dám tự xưng là kiếm hoàng? Mạc Khinh Ngữ khẽ động tay trái, lại một thanh huyền kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay nàng. Hai tay nàng bỗng nhiên hợp lại, hai thanh kiếm hợp thành một, lập tức một tiếng vang thanh thúy vang lên, thanh kiếm nắm trong hai tay hung hăng chém qua phía Dương Diệp. Oanh! Kiếm của hai người tiếp xúc mạnh mẽ với nhau. Một tiếng vang như là tiếng sấm nổ ra, cùng lúc đó, mặt đất nơi hai người đang đứng trong nháy mắt đổ sụp, tạo thành một cái hố to. Cơ không chỉ như thế, tàn kiếm ý của hai người bởi vì mất khống chế mà tản loạn ra khắp bốn phía, không đến một giây, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi trăm trượng đều xuất hiện chằng chịt những vết kiếm sâu không thấy đáy. Còn Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ thì là đã bay ra ngoài ngay giây phút hai kiếm tiếp xúc với nhau. Lúc này mặc dù hai mắt của Dương Diệp đỏ hồng, thế nhưng thần trí của hắn lại là rất thanh tỉnh, nhìn Mạc Khinh Ngữ ở trước mặt, thần sắc hắn cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì trong một kích vừa rồi, chuôi địa giai huyền kiếm của hắn đã biến thành bột mịn, không chỉ có như thế, thất trọng kiếm ý của nàng quả thực là không đâu không thấy, làm cho toàn thân hắn xuất hiện chi chít vết kiếm.
Tình huống của Mạc Khinh Ngữ cũng không khá hơn là bao, mặc dù nàng hủy đi kiếm của Dương Diệp, thế nhưng chỉ là vợ nàng có trong tay thiên giai huyền kiếm. Còn trên phương diện kiếm ý, nàng phát hiện ra, Dương Diệp mặc dù chỉ là lục trọng kiếm ý nhưng kiếm ý của hắn lại cường hãn, không hề thua kém gì thất trọng kiếm ý của nàng, thậm chí còn ẩn ẩn có dấu hiệu áp chế được kiếm ý của nàng. Điều này khiến cho nàng không thể không một lần nữa nhìn nhận lại Dương Diệp, bởi vì nàng phát hiện ra, so với lần trước, về mặt thực lực, lần này Dương Diệp đã hoàn toàn là một trời một đất. Bất quá, này thì có làm sao? Cổ tay Mạc Khinh Ngữ khẽ động, trường kiếm màu xanh lập tức biến mất trong tay, lập tức, hai tay nàng hướng phía hư không hợp lại, sau đó kéo một phát, một thanh khí kiếm năng lượng màu xanh lập tức xuất hiện. Khí kiếm năng lượng màu xanh giống như là thật, lấy tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy mà xoay tròn trong hai tay của Mạc Khinh Ngữ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch một bên đột nhiên kịch biến, nói. Cẩn thận, là thuấn sát nhất kiếm. Nói xong, tay trái Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nắm chặt chuôi đạo, huyền khí trong cơ thể lập tức phun trào, bất quá nàng vẫn chưa xuất thủ. Bởi vì đây là trận chiến giữa kiếm tu với nhau, nếu như nàng xuất thủ thì đó chính là vũ nhục đối với hai kiếm tu này. Một bên, Chồn Tía trừng mắt nhìn, sau đó tử quang thoáng hiện trên vuốt nhỏ, bất quá nó cũng chưa ra tay. Nó còn chưa ra tay đương nhiên không phải là bởi vì sợ sẽ vũ nhục Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ, nó sở dĩ không ra tay chỉ đơn thuần là vì cho rằng Dương Diệp có thể đánh thắng được đối phương, chỉ thế thôi. Đáng nói đến chính là khi tử quang xuất hiện trên vuốt nhỏ của Chồn Tía, đám người Ma Kha cùng Mục Quân một bên đều nhìn không được nheo mắt. Bọn hắn hiện tại vô cùng kiêng kỵ tiểu gia hỏa này, bởi vì trừ phi tất cả bọn hắn liên thủ, không thì căn bản là không có khả năng tổn thương được tiểu gia hỏa này. Cảm thụ được năng lượng kinh khủng ấn chứa bên trong khí kiếm năng lượng màu xanh kia, Dương Diệp không dám khinh thường, cũng không dám giữ sức nữa. Hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, tiến vào trạng thái thông minh. Huyễn kỹ trong thiên hạ đều có sơ hở, thuần sát nhất kiếm trước mắt đương nhiên cũng có, chỉ cần có sơ hở, vậy thì sẽ có thể dùng một kiếm phá đi, đây chính là kiếm tâm thông minh. Dưới sự gia trì của thất trọng kiếm ý, uy lực của khí kiếm năng lượng màu xanh càng bộc phát khủng bố hơn. Tốc độ xoay tròn càng là dùng mắt thường không cách nào thấy rõ được. Xung quanh Mạc Khinh Ngữ, dường như đã không chịu nổi năng lượng kinh khủng ấn chứa bên trong khí kiếm, mặt đất vậy mà lại bắt đầu rạn nứt thành từng khúc. Nhưng Dương Diệp vẫn khép hờ hai mắt, hô hấp bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, cứ như thể không nhìn thấy sự kinh khủng của khí kiếm màu xanh vậy. Đám người nín thở, chờ mong một kiếm kia giáng lâm. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đột biên phát sinh khiến người ta kinh ngạc. Oanh! Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng cất lên, ngay lập tức, chỉ thấy mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe to lớn dài chừng trăm trượng. Ngay sau đó, tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một vòi rồng to lớn từ trong cái khe này quét ra. Tốc độ của vòi rồng cực nhanh, trong chớp mắt đã rời khỏi mặt đất kia, sau đó quét sạch mà đánh về phía xa. Vòi rồng này cực kỳ khủng bố, dài rộng chừng trăm trượng. Những nơi nó đi qua đều thành một mảnh hỗn độn, như thể là tận thế hàng lâm. Sắc mặt của tất cả mọi người lập tức đồng thời biến hóa, đặc biệt là Mạc Khinh Ngữ cùng Dương Diệp. Ngay giây phút vòi rồng xuất hiện, thanh khí kiếm năng lượng trong hai tay Mạc Khinh Ngữ lập tức ngừng lại, nàng bỗng nhiên quay người nhìn về phía vòi rồng to lớn kinh khủng kia, còn Dương Diệp thì đột nhiên mở lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Bởi vì, đây chính là Cửu U Hàn Phong. Chỉ có điều, thứ khiến cho Dương Diệp nghi ngờ là, Cửu U Hàn Phong vốn là nên ở sâu trong lòng đất, vì sao nó lại đột nhiên chạy đến vậy? Không có thời gian suy nghĩ thêm nữa, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng phun trào, thế nhưng hắn cũng không động thủ, bởi vì căn bản là không có cách nào động thủ. Với vòi rồng to lớn kinh khủng kia, đừng nói thân thể của hắn, chỉ sợ ngay cả kia Ma Kha cũng sẽ bị cuốn thành cặn bã. Tất cả mọi người đều bị vòi rồng trước mắt dọa tới thất kinh, chôn chân tại chỗ. Đây là thứ gì? Nhìn vòi rồng, Ma Kha trầm giọng hỏi. Mi đầu của Mục Quân nhíu chặt lại, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Ngươi thấy chưa? Bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói khẽ. Cửu U Hàn Phong căn bản không phải là thứ mà ngươi bây giờ có thể chống cự, ngươi bây giờ đừng nói thu phục nó, tới tiếp cận nó cũng không thể. Dương Diệp cười khổ, nhìn vòi rồng loạn đả tứ phương, hắn cũng cảm thấy một loại cảm giác hữu tâm vô lực. Uy lực như kia thật sự quá kinh khủng, đừng nói hắn hiện tại chỉ là một vương giả cảnh nho nhỏ, chỉ sợ có là một linh giả cảnh,
thậm chí là tôn giả cảnh thì cũng không có cách nào đơn độc đối kháng với vòi rồng này. Chỉ có điều hắn thật không cam tâm nếu cứ vậy mà từ bỏ. Nếu như có thể thu phục được đến cửu U Hàn Phong, vậy thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một bước lớn. Lúc ấy, trong tương lai khi đối mặt với quái vật khổng lồ như Bách Hoa Cung, hắn mới có lực lượng càng mạnh. Đúng lúc này, vòi rồng to lớn kia đột nhiên quay lại lòng đất, trong chớp mắt đã biến mất ngay trước mắt mọi người. Khi mọi người ở đây còn nghi hoặc không hiểu chuyện gì thì Mạc Khinh Ngữ nguyên bản một mực trầm mặc lại đột nhiên hóa thành một cái bóng xanh mà bắn mạnh về phía lòng đất, tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta tặc lưỡi. Nàng muốn làm gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hiểu Vũ Tịch trầm ngâm, sau đó nói. Mục đích của nàng có lẽ cũng là cửu U Hàn Phong, bởi vì nàng đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nếu như có thể thu phục được cửu U Hàn Phong thì nàng sẽ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, thực lực nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó hít sâu một hơi, lập tức nhẹ gật đầu với Chồn Tía. Chồn Tía hiểu ý, lóe lên một cái rơi vào trên bờ vai hắn. Dương Diệp cười cười, sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía lòng đất. Hắn trung quy vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ cửu U Hàn Phong. Coi như muốn từ bỏ thì cũng phải thử qua một lần, nếu không được thì sẽ từ bỏ. Hiểu Vũ Tịch ngẩn ngơ nhìn bóng lưng đã chui vào lòng đất của Dương Diệp, sau đó thân hình cũng khẽ động, liền đi theo. Đó là cửu U Hàn Phong. Nửa ngày, Mục Quân đột nhiên nói một câu, tam kiệt trung vực sau lưng hắn biến sắc, dựa vào kiến thức của mình, bọn hắn đương nhiên là biết thiên địa linh vật này. Ba người có chút động tâm, tựa hồ cũng muốn đi thu phục thiên địa linh vật này, dù sao thì nếu có thể thu phục thiên địa linh vật này, thực lực chắc chắn sẽ được gia tăng rất nhiều. Thế nhưng lúc này, Mục Quân đột nhiên lại nói. Các ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện thu phục thiên địa linh vật này. Vì cái gì? Lý Thanh Thủy trầm giọng nói. Dương Diệp cùng nữ tử kia đều có thể, vì cái gì chúng ta lại không thế? Mục Quân, ngươi là muốn chúng ta lưu lại nơi này giúp người đối phó với ba người ma kha kia đi. Mục Quân nhìn thoáng qua Lý Thanh Thủy, sau đó nói. Vừa rồi Lý Thanh Thủy ngươi cũng đã thấy uy lực của vòi rồng, ngươi cảm thấy lúc này ngươi có thể đối kháng với vòi rồng kia. Còn có, vòi rồng kia còn không phải là phong linh của cửu U Hàn Phong, phong linh còn kinh khủng gấp hơn 10 lần so với vòi rồng. Vậy Dương Diệp CDUng hai nữ tử kia vì sao? Nam Cung Mộng khó hiểu nói. Mục Quân cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Mạc gia thiên tài đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, si cộng với nội tình thâm hậu của gia thế nàng, muốn thu phục cửu U Hàn Phong vẫn coi như là có một cơ hội. Về phần Dương Diệp, ha ha, nếu như hắn không có con át chủ bài kinh người nào khác thì nước đi lần này của hắn bất quá là tìm chết mà thôi. Ta thấy hắn không giống như một kẻ muốn chết. Hy Lạc công tử nói. Lúc trước khi đối mặt với Thuấn Sát Nhất Kiếm của Mạc Khinh Ngữ, hắn cũng không lộ ra chút vẻ sợ hãi nào, thậm chí ngay cả khẩn trương cũng đều không thấy. Cho nên, ta cảm thấy, hắn nhất định có con át chủ bài kinh người nào đó, có lẽ hắn thật sự là kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh sao? Mục Quân cười nhẹ, sau đó lắc đầu, nói. Nói hắn là kiếm tâm thông minh, ta có chút không tin, dù sao thì trong số mấy ức vạn nhân khẩu của trung vực chúng ta cũng chưa từng xuất hiện qua kiếm tâm thông minh. Sao lại có thể xuất hiện tại chỉ một nam vực với huyền khí ít ỏi? Được rồi, lùi một bước, cho dù hắn thật sự là kiếm tâm thông minh, kỳ thật cũng không cần quá mức kiêng kỵ, dù sao thì hắn cũng chưa từng được giảng dạy theo hệ thống kiếm đạo chính quy, mặc kệ là trên phương diện chiến đấu hay là trên phương diện trang bị, hắn đều không thể so sánh với chúng ta, không phải sao? Ngươi đã coi hắn là địch nhân. Hy Lạc công tử nhìn thoáng qua Mục Quân, nói. Là hắn không coi chúng ta như bằng hữu. Mục Quân nhàn nhạt nói. Không phải sao? Hy Lạc công tử trầm mặc. Mục Quân. Lúc này, Ma Kha đột nhiên nói. Minh thần thương, Ma Kha ta nhất định phải đoạt được. Nếu như ngươi ngăn cản ta, vậy thì chúng ta cũng không cần chờ tới lúc lên Tiềm Long Tháp nữa. Hiện tại mọi người quyết chiến một trận sinh tử ngay tại đây, như thế nào? Mi đầu của Mục Quân khẽ nhíu. Hắn đương nhiên là không e ngại Ma Kha, chỉ là nếu như bây giờ cùng đám người Ma Kha quyết chiến một trận sinh tử cũng rất là không ổn đối với hắn. Bởi vì chớ nhìn hắn hiện tại đang kết minh với Tam Kiệt Trung Vực, có vẻ mọi người cùng trên một con thuyền, thế nhưng nếu quả thật muốn liều mạng với đám người Ma Kha, đoán chừng mọi người lập tức sẽ mỗi người đi một ngả. Lúc này, Ma Kha lại nói. Mục Quân,
Người hẳn là cũng biết, đến thực lực như hai bên chúng ta, đánh bại bất kỳ bên nào có lẽ đều có thể, thế nhưng nếu muốn đánh chết đối phương thì căn bản là không có khả năng. Cho nên, nếu như chúng ta quyết chiến một trận sinh tử tại đây, kết quả sẽ chính là song phương lưỡng bại câu thương, vô cớ làm lợi cho người khác. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta lưỡng bại câu thương tại đây thật là không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi là ở Tiềm Long Tháp, ngươi nói sao? Vậy ra ý của ngươi là bảo chúng ta từ bỏ Minh Thần Thương, cứ thế tặng nó cho ngươi sao? Mục Quân hấp háy mi, nói. Ra điều kiện của ngươi đi. Ma Kha thả lỏng tay phải ở sau lưng, nhàn nhạt nói. Đúng lúc này, trong chàng bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, Minh Thần Thương phía trên thạch quan lập tức biến mất không thấy tung tích. Ngay lập tức, đạo hồng quang kia như thiểm điện mà bỏ chạy về phía xa, cùng lúc đó, một chàng cười to từ nơi xa truyền đến. Ha ha, các ngươi đều không cần, vậy thì đưa cho Quân Vô Tà ta dùng đi. Nói xong, đạo hồng quang kia đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tìm chết! Ma Kha gầm thét một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh về phía hồng quang. Một bên Hồn U cùng Ứng Long do dự một chút, sau đó cũng đi theo. Là tên gia hỏa Tà Quân. Nhìn nơi mà mấy người Ma Kha biến mất, Hy Lạc công tử trầm giọng nói, trong mắt phun trào hàn quang. Ánh mắt của Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng bên cạnh hắn cũng trở nên lạnh như băng. Tà Quân Quân Vô Tà, tại đây ai cũng đều là biết đến người này, hắn vừa chính vừa tà, làm việc toàn dựa trên yêu thích của bản thân, đương nhiên, càng quan trọng hơn là thực lực của hắn. Đáng nói hơn, Tà Quân cũng không phải là người của Trung Vực, hắn đến từ Đông Vực. Sở dĩ thanh danh của hắn vang dội như thế là bởi vì hắn đã từng xông vào Trung Vực. Sau khi xông vào Trung Vực, Quân Vô Tà một mình một thương khiêu chiến từng đệ tử chứ danh của các đại tông phái tại Trung Vực, khiêu chiến tất cả những tông phái có danh thanh tại Trung Vực những mấy lần. Kết quả đương nhiên là đệ tử của những tông phái này đều bị hắn hành hạ. Cuối cùng, Quân Vô Tà để mắt tới cửu phẩm tông môn, cũng chính là tông môn của Tam Kiệt Trung Vực, bất quá đáng tiếc là, ngay lúc đó Tam Kiệt Trung Vực lại đang liên thủ truy sát một cường giả tôn giả cảnh, không có mặt tại tông môn. Điều này khiến cho Quân Vô Tà đại thắng trở về, cũng khiến cho ba cửu phẩm tông môn mất mặt một lần. Hiện tại, ba người nghe thấy là Quân Vô Tà, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Ta sẽ đi chiếu cố gia hỏa tên Tà Quân này. Hy Lạc công tử quăng xuống một câu, sau đó thân hình khẽ động, đi theo sau lưng đám người Ma Kha, đuổi theo. Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng không chút do dự, thân hình cũng khẽ động, đi theo. Nhìn bóng lưng của ba người, Mục Quân cười nhẹ, nói. Chuẩn Kiếm Hoàng, chuẩn Đao Tôn, chuẩn Tà Quân, chuẩn Võ Thần, chuẩn Ma Quân, chuẩn Minh Vương, còn có Nhân Hoàng ta tương lai nhất định sẽ chỉ huy vạn vực chuẩn. Nhiều yêu nghiệt như vậy, tất cả đều xuất hiện tại thế hệ này, ha ha, Thượng Thiên, người đến tột cùng là có ý gì vậy? Sau khi tiến vào lòng đất, Dương Diệp cảm giác được Hàn Phong càng ngày càng thấu xương, ngay cả ngũ trọng kiếm ý cũng có chút không cách nào chống cự được Hàn Phong thấu xương kia, đến mức hắn không thể không phóng xuất ra lục trọng kiếm ý để chống cự Hàn Phong xâm nhập. Về phần tiểu gia hỏa, khi tử quang không có cách nào ngăn cản được Hàn Phong, tiểu gia hỏa đã phi thường thông minh mà chạy vào bên trong tiểu tuyền của hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng dưng dừng bước, quay người nhìn Hiểu Vũ Tịch không biết từ khi nào đã đi tới phía sau hắn, kinh ngạc nói. Sao ngươi lại tới đây? Ta muốn tới thì tới. Hiểu Vũ Tịch nhàn nhạt nói, chỉ là biểu cảm có chút mất tự nhiên. Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn sao lại không biết nữ nhân trước mắt này đi theo hắn là bởi vì lo lắng cho hắn. Không phải hắn tự luyến, chỉ là cảm giác nói cho hắn biết chính là như vậy. Dương Diệp lắc đầu, ôn nhu nói. Đây là chính ta ra quyết định, không quản kết quả sẽ như thế nào, đều là tự ta đối mặt cùng tiếp nhận. Ngươi thật sự không cần thiết phải tham gia vào, xê ngươi giúp ta đã đủ nhiều rồi, phần nhân tình này Dương Diệp ta cả đời cũng sẽ không quên. Bên trên gương mặt xinh đẹp của Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nổi lên một tầng phấn hồng, nổi giận trừng mắt nhìn Dương Diệp một cái, nói. Cái gì hữu tình với ngươi, ngươi đừng có loạn ngôn, không thì ta sẽ giết ngươi. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, lão đại, ta có sao? Này là gì vậy? Hiểu Vũ Tịch cúi đầu, không nói một lời nào, chỉ có tay là cầm chuôi đao thật chặt. Dương Diệp bị câu nói này của Hiểu Vũ Tịch khiến cho không biết nên làm cái gì. Lập tức, bầu không khí một lần nữa có chút lúng túng.
Nửa ngày sau, Dương Diệp ngượng ngùng cười cười, sau đó nói. Hiểu cô nương, người cũng đã thấy được uy lực của cửu U Hàn Phong, đối phó với nó, ta thật sự không nắm chắc được một phần nào, cho nên người vẫn là chớ đi cùng ta. Đương nhiên, ta không phải là sợ người kiên lụy ta, ta là sợ mình liên lụy ngươi, đồng thời cũng là không muốn người đi theo ta mạo hiểm, thật đây. Vậy ngươi vì cái gì lại mang theo tên kia? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Ta! Dương Diệp một lần nữa bó tay, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, hắn vì cái gì lại mang theo Tiêu Gia Hỏa? Là bởi vì hắn đã chân chính coi Tiểu Gia Hỏa như là người một nhà sao? Bất quá chuyện này cũng rất bình thường, Tiểu Gia Hỏa cùng hắn đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, hắn tự nhiên sẽ xem Tiểu Gia Hỏa như là người một nhà. Còn Hiểu Vũ Tịch, không phải hắn không coi đối phương như người một nhà, một đường này Hiểu Vũ Tịch thực sự đã trợ giúp cho hắn nhiều lắm, hắn thực sự nợ đối phương rất nhiều nhân tình. Lần này, phía trước sinh tử chưa biết, hắn thật sự không muốn để cho đối phương đi theo hắn mạo hiểm. Thấy Dương Diệp không nói gì, sâu trong đôi mắt của Hiểu Vũ Tịch hiện lên một vòng thất vọng, sau đó nhàn nhạt nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút xem Mạc Khinh Ngữ muốn thu phục cửu U Hàn Phong như thế nào. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Nói xong, thân hình khẽ động, thiểm lược đi vào phía sâu trong lòng đất. Thấy thế, Dương Diệp cười khổ, sau đó thân hình cũng khẽ động, vội vàng đi theo. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm thấy cơn gió rét kia càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả Lục trong kiếm ý cũng có chút không chống đỡ được, chuyện này khiến cho sắc mặt Dương Diệp trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì thực lực của cửu U Hàn Phong rất kinh khủng. Cho đến giờ nó đã hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn, mà đây còn là chưa gặp được bản thể của nó. Bản thể của cửu U Hàn Phong đến tột cùng sẽ khủng bố tới mức nào? Dương Diệp có chút không dám suy nghĩ. Có không dám thì giờ hắn cũng vẫn không hề nghĩ tới chuyện muốn lùi bước, dù sao thì hiện tại đã gặp được cửu U Hàn Phong, nếu như không cố gắng thử một chút, hắn sao cũng sẽ không cam lòng. Không cam lòng, chuyện này có ảnh hưởng xấu đối với con đường kiếm đạo của hắn. Lắc đầu, Dương Diệp tăng tốc, tiếp tục đi về phía sâu trong lòng đất. Ước chừng đi gần 2 canh giờ, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, bởi vì Hiểu Vũ Tịch đang đứng trước mặt hắn. Dương Diệp đi tới, hỏi. Sao vậy? Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Phía trước cách đây không xa hẳn là chỗ ở của cửu U Hàn Phong, bởi vì ở phía trước đạo ý của ta cũng có chút không đối kháng được với Hàn Phong âm hàn thấu xương này. Nói đến đây. Hiểu Vũ Tịch quay người nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi xác định mình muốn tiếp tục đi về phía trước. Dương Diệp cười cười, nói. Đều đã đi đến đây, còn có thể trở về hay sao? Nói đến đó, Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch, chân thành nói. Ngươi, thật sự muốn đi cùng ta sao? Có chút chịu không nổi ánh mắt của Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch quay người, đưa mắt nhìn về nơi xa, sau đó nói. Đương nhiên. Dương Diệp đột nhiên cười một tiếng, nói. Vậy chúng ta đi đi thôi. Nói xong, thân hình khẽ động, thiểm lược mà đi về phía xa. Tử quang thoáng hiện, tử điêu xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch, nhìn hai người Dương Diệp, tử điêu trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía kia Mạc Khinh Ngữ đã biến mất khỏi tầm mắt, nhìn thấy đối phương rời đi với tốc độ mờ mịt khó lường, ánh mắt tiểu gia hỏa nhất thời sáng ngời, sau đó nó vung móng vuốt nhỏ lên. Tia sáng bay đi cực nhanh, Mạc Khinh Ngữ nhìn phong linh màu xanh trên tay, trong mắt có vui sướng cùng hưng phấn không cách nào che giấu được. Nếu như chiến đấu, có lẽ nàng sẽ không địch lại Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch liên thủ, thế nhưng muốn chạy trốn, trước mắt nàng đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cho dù có 10 Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch đuổi theo cũng uống công. Nói cách khác, âm sát phong linh này, trừ nàng ra không còn thuộc về ai khác. Nghĩ vậy, cho dù trấn định như nàng, khóe miệng vẫn nở nụ cười vui sướng, ngay vào thời điểm này, đột nhiên con người nàng co rụt lại, thân hình nàng như bị bả gãy, nàng lập tức lướt nát sang một bên chừng 10 trượng, nàng vừa mới né tránh, vị trí nàng vừa đứng xuất hiện một tia sáng màu tím quỷ dị. Nhìn hào quang hình vòng cung xuất hiện mà không hơi dấu hiệu báo trước nào, sắc mặt Mạc Khinh Ngữ ngưng trọng, vào lúc này, con người của nàng co rút dữ dội, bởi vì bốn phía quanh người nàng xuất hiện vách tường màu tím. Sắc mặt Mạc Khinh Ngữ trầm xuống, trong mắt bắn ra tia sáng hung ác, ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, hơn 10 nói kiếm khí màu xanh đánh vào vách tường màu tím. Tại kiếm ý thất trong gia trì hạ, trong nháy mắt kiếm khí bén nhọn kia bắn vách tường thủng một lỗ lớn,
ngay sau đó thân thể của nàng lao ra ngoài, nhưng lúc này. Vào thời khắc rời khỏi vách tường kia, một tia sáng màu tím hình cung lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của nàng, ngăn cản con. Đường nàng đi, sắc mặt Mạc Khinh Ngữ biến thành dữ tợn, cổ tay trái khẽ động, một nói kiếm khí màu xanh xuất hiện trong tay của nàng, cũng bổ mạnh về phía trước, ầm, một tiếng nổ nhỏ vang lên, ngay sau đó tất cả đều biến mất. Lúc này nàng không dám bảo lưu thực lực, nàng phát huy tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một nói tia sáng xanh lướt đi thật xa, nhưng mà nàng vừa mới rời đi được 10 trượng, lại có một tia sáng màu tím hình cũng xuất hiện ở trước mặt nàng, không, lúc này còn có hàng trăm nói kiếm khí màu tím xuất hiện. Cút! Một tiếng quát lớn, Mạc Khinh Ngữ chém ra một kiếm, một nói kiếm quang màu xanh bay tới, kiếm quang màu xanh đi qua nơi nào, tia sáng màu tím hình cung đều bị đánh tan. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhìn sắc mặt dữ tợn của Mạc Khinh Ngữ, đôi mắt Dương Diệp híp lại, đi sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, tốc độ của đối phương rất nhanh, ngay cả cường giả linh giả cảnh có huyền khí hóa cánh cũng đuổi theo không kịp. Nếu như không có tiểu gia hỏa, chỉ sợ hôm nay mình khó làm gì được đối phương. Mạc Khinh Ngữ không có chạy, nhìn Tử Điêu trên vai Dương Diệp, trong mắt Mạc Khinh Ngữ bắn ra sát khí không chút che giấu, nói. Không gian điêu, người khác sợ không gian điêu bộ tộc của ngươi, Mạc gia ta không sợ. Dứt lời, ngón tay ngọc hơi động, hơn 10 nói kiếm khí bắn về phía Tử Điêu như mưa. Hiu, lúc này một nói khí dài 10 trượng xuất hiện, đao khí đi qua nơi nào, kiếm khí ở nơi đó tan rã như mây khói, tốc độ của đao khí không giảm, cũng lao nhanh về phía Mạc Khinh Ngữ bắn nhanh đi. Đao khí kia tới từ Hiểu Vũ Tịch, lúc này nàng cũng không có nương tay. Đao khí được đao ý thất trọng gia trì, có thể nói đã sắc bén đến cực điểm, cho nên kiếm khí của Mạc Khinh Ngữ không có sức chống cự. Nhìn thấy đao khí chém tới, đôi mắt Mạc Khinh Ngữ híp lại, trong mắt bắn ra hàn khí lạnh như băng, ngọc thủ khẽ nhúc nhích, nàng chém ra một kiếm, một nói kiếm khí màu xanh xuất hiện va chạm với đao khí kia. Bành! Một tiếng nổ nhỏ vang vọng không gian, kiếm khí, đạo khí, cả hai đều biến mất trong vô hình. Hiểu Vũ Tịch! Người quả nhiên nghĩ muốn chết phải không? Nhìn Hiểu Vũ Tịch, Mạc Khinh Ngữ sinh ra sát ý. Lưu lại âm sát hàn phong phong linh. Cổ tay của Hiểu Vũ Tịch hơi động, loan đao nhắm thẳng vào Mạc Khinh Ngữ, nói. Một mình ta có thể giết không được ngươi, thế nhưng cộng thêm hắn, còn có không gian điêu, ngươi không có cơ hội. Mạc Khinh Ngữ nhìn Tử Điêu trên vai Dương Diệp, sau đó hai mắt nhỏ híp lại, nếu như không có con không gian điêu này. Nàng có thể bỏ qua Dương Diệp và Hiểu Vũ Tịch, thế nhưng có tiểu gia hỏa này, nàng vĩnh viễn đừng mong chạy được. Mà muốn giết một con không gian điêu, hơn nữa còn là một con không gian điêu vương cấp. Cho dù là nàng cũng cảm thấy không thực tế. Mạc Khinh Ngữ nhìn về phía Dương Diệp, nói. Cửu U Hàn Phong, căn bản không phải ngươi có thể hàng phục, cho dù ngươi cầm cũng chỉ có con đường chết, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Đây là chuyện của ta. Dương Diệp nói. Đúng như lời của Vũ Tịch, chúng ta một mình, nếu muốn giết ngươi là chuyện không thể nào, nhưng ba người chúng ta cùng nhau liên thủ, ngươi không phải là đối thủ. Giao ra Cửu U Hàn Phong, ta cho ngươi rời đi. Phải không? Mạc Khinh Ngữ cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Ta cũng muốn thử xem. Rút lời, 1000 chuôi kiếm khí màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt, sau một khắc, kiếm ý thất trọng đỉnh phong bắn ra ngoài, được kiếm ý thất trọng gia trì. 1000 chuôi kiếm khí màu xanh đã biến thành thực chất trong nháy mắt. Ánh mắt của Dương Diệp lạnh như băng, hắn vung tay phải lên, hai hộp kiếm khí xoát hiện, tâm niệm vừa động, hai cái hộp kiếm ban huyên kiếm lên cao, ngay sau đó đôi mắt Dương Diệp từ từ biến thành màu đỏ, nói. Ngươi đã muốn thử xem, cứ tới thử một chút. Rút lời, tâm niệm vừa động, hơn 100 chuôi huyền kiếm run động rất mạnh, lập tức, từng nói kiếm khí màu tím và hơn 100 chuôi huyền kiếm trong tay bắn ra. Chúng giống như sao băng bao phủ Mạc Khinh Ngữ. Bởi vì vòng xoáy nhỏ đã trở thành đan điền của Dương Diệp, huyền khí trong đan điền của hắn, cho dù là một tên tôn giả cảnh cũng kém hơn, cho nên, vào lúc Dương Diệp công kích, hơn 100 hát chuôi huyền kiếm không ngừng bắn ra kiếm khí, chỉ trong 2 giây đã xuất hiện mấy ngàn nói kiếm khí đáng sợ, uy thế như vậy cực kỳ kinh người. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Mạc Khinh Ngữ híp lại, nói. Thì ra ngươi không yếu như trong tưởng tượng của ta, nhưng thì tính sao? Dứt lời, ngọc thủ khẽ nhúc nhích, lúc này trước mặt nàng xuất hiện 2000 đạo kiếm khí,
chúng bị khống chế tấn công vào 3.000 đạo kiếm khí màu xanh của Dương Diệp. Rầm rầm oanh, từng tiếng nổ kinh thiên vang lên, từng tầng khí tức không ngừng phóng thẳng lên trời, tất cả không ngừng lan ra khắp nơi, những nơi đi qua, không khí vặn vẹo, cùng lúc đó, toàn bộ mặt đất rung động rất mạnh, từng vết nứt to như cánh tay không ngừng tỏa ra chung quanh, thậm chí có rất nhiều nơi đã sụp đổ, toàn bộ lòng đất biến thành hỗn độn. Qua một lúc sau, khí kình biến mất. Song Phương lúc này rất chật vật, toàn thân Mạc Khinh Ngữ xuất hiện từng vết kiếm, Cảnh Xuân tiết ra ngoài, nhưng cũng không nguy hiểm tới mạng sống, bởi vì trong nội y có một tầng hào quang màu xanh bao phủ, cũng chính tầng hào quang này mới giúp nàng ngăn cản kiếm vũ đầy trời của Dương Diệp. Dương Diệp càng chật vật hơn, y phục toàn thân của hắn đã vỡ vụn, yên tâm, không có trần trụi, bởi vì hắn đã mặc tử kim chiến giáp, nếu như không có tử kim chiến giáp, bằng vào thân thể đi chống lại kiếm khí được ra chỉ kiếm khí thất trọng, hắn không chết cũng trọng thương. Nhưng cho dù vận dụng tử kim chiến giáp, Dương Diệp vẫn không dễ chịu, khí kiếm được kiếm ý thất trọng ra chỉ quá sắc bén, cho dù kiếm khí đâm vào người đã biến mất nhưng kiếm ý vẫn tồn tại như cũ. Nếu như không phải bản thân hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ sợ bằng vào kiếm ý thất trọng cũng đủ giết hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn không có khả năng từ bỏ. Hắn nhất định phải có được Cửu U Hàn Phong. Hắn gật đầu với Hiểu Vũ Tịch bên cạnh, người sau hiểu ý, hắn không ngừng tiến lên phía trước, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, từng thanh kiếm khí không ngừng xuất hiện và bắn thẳng về phía Mạc Khinh Ngữ. Cùng lúc đó, tử điêu trên vai Dương Diệp cũng vung tiểu trảo lên, vách tường màu tím xuất hiện chung quanh Mạc Khinh Ngữ, ngăn cản bốn phía của nàng, còn chưa kết thúc, tiểu tử vung vẩy tiểu trảo, nhất thời, vô số nói tia sáng màu tím hình cung xuyên thấu không gian, cũng xuyên thấu vách tường màu tím và tấn công Mạc Khinh Ngữ. Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, tâm niệm vừa động, hơn 100 chuôi huyền kiếm hóa thành hơn 100 đạo kiếm quang màu tím đánh xuống, cũng bao phủ Mạc Khinh Ngữ vào trong. Nhìn thấy cảnh này, rốt cục sắc mặt Mạc Khinh Ngữ thay đổi, đơn độc đối kháng với người nào, nàng đều có nắm chắc, nhưng mà một mình đối mặt Dương Diệp cùng Hiếu Vũ Tịch, còn cộng thêm không gian điêu khủng bố ở bên cạnh. Không có ưu thế nhân số, không có ưu thế thực lực, ngay cả tốc độ cũng mất ưu thế, nàng làm sao ngăn cản. Hít sâu một hơi, Mạc Khinh Ngữ nhìn phong linh trong tay của mình, trong mắt sinh ra một tia không muốn, nhưng cảm xúc chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau một khắc, Mạc Khinh Ngữ đã sinh ra lệ khí, nàng hơi điên cuồng nói. Nếu như vậy, tất cả mọi người đừng đạt được. Dứt lời, vung tay phải lên, phong linh màu xanh kia bay trong gió. Ngay sau đó phong linh đón gió biến thành một phong linh to lớn bao phủ lấy nàng. Oanh! Ba người Dương Diệp công kích đánh vào phong linh, nơi này phát ra âm thanh nổ vang như sấm sét, phong linh màu xanh run rẩy, sau đó nó không hư hại chút nào. Sau khi phong linh bị chấn động nhẹ, nó đã hóa thành tia sáng màu xanh lao đi cực nhanh, tốc độ còn nhanh hơn cả Mạc Khinh Ngữ vài phần, chỉ trong nháy mắt nàng đã lướt đi 50 trượng. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Dương Diệp co rút lại dữ dội, sau đó bỗng nhiên quát lớn. Tiểu gia hỏa, nắm kia. Tử điêu gật đầu một cái, sau đó lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, sau đó nó vung nắm tay nhỏ, một tia sáng màu tím bao phủ phong linh. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, phong linh lại tránh thoát khỏi tia sáng tím, sau đó tiếp tục lướt đi thật xa. Nhìn thấy cảnh này, tiểu gia hỏa nhất thời nổi giận. Nó vung tiểu trảo lên thật nhanh. Lúc này có hàng trăm bức tường màu tím bao quanh bốn phía phong linh, nhưng đối phương không cam lòng thất bại như vậy, khi bị từng bức tường màu tím ngăn cản, Mạc Khinh Ngữ không ngừng đánh tan, nghiền nát từng tầng ngăn cản. Nhưng sau khi nghiền nát một tầng, lại có một tầng ngăn cản khác xuất hiện, cứ lòng vòng như vậy, phong linh vẫn bị nhốt tại chỗ. Phong linh của Cửu U Hàn Phong bị vây khốn, Tử Điêu vẫn không quên dùng tia sáng tím quấn chặt lấy phong linh, hiển nhiên, Cửu U Hàn Phong không được thoải mái. Nhưng thật đáng tiếc, Cửu U Hàn Phong còn chưa chạm vào tia sáng màu tím đã bị cắt thành hư vô. Nhìn thấy Cửu U Hàn Phong bị vây khốn, sắc mặt của Mạc Khinh Ngữ trầm xuống, ban đầu nàng cho rằng ba người Dương Diệp không có biện pháp bắt giữ Cửu U Hàn Phong, dù sao tốc độ Cửu U Hàn Phong còn nhanh hơn nàng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh rất nhiều. Nhưng làm cho nàng không nghĩ tới là, không gian điêu lại có thể biến thái như vậy, đã nắm giữ thần thông không gian vô cùng quỷ dị. Người đi thu phục nó. Ta và Tử Điêu ngăn cản Mạc Khinh Ngữ. Lúc này, đột nhiên Hiểu Vũ Tịch nói với Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, hắn lướt thẳng về phía Mạc Khinh Ngữ.
Nhìn thấy Dương Diệp lao thẳng về hướng Cửu U Hàn Phong, Mạc Khinh Ngữ biến sắc, nàng vừa mới chuẩn bị động thủ, một tia sáng tím và hàn quang đã xuất hiện trước mặt nàng. Dương Diệp đi tới trước vách tường màu tím, nhìn cơn gió màu xanh bị ngăn cản tầng tầng trong tia sáng tím, sắc mặt của hắn ngưng trọng không gì sánh được, đây chính là thiên địa linh vật. Nghĩ đến trước đây thu phục U Minh Quỷ Hỏa, Dương Diệp không nhìn được cảm giác toàn thân run rẩy, tư vị gần như không muốn sống, thực sự rất kinh khủng, hơn nữa lúc đầu còn được sự giúp đỡ của Mạc Lão. Hiện tại, chỉ dựa vào thực lực một mình hắn, có thể thu phục thiên địa linh vật hay sao? Dương Diệp hơi nghi hoặc, hơi do dự. Vào lúc Dương Diệp do dự, Cửu U Hàn Phong đang bị vây khốn đã bộc phát rất mạnh, càng ngày càng mỏng manh, hơn nữa, lúc này Cửu U Hàn Phong đã nổi giận, tốc độ xoay tròn của nó càng mạnh hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước gấp 10 lần, vào lúc nó không ngừng giãy giụa, mặc dù không gian không có nghiền nát nhưng đã vặn vẹo. Tĩnh, phi thường yên tĩnh, nhìn Cửu U Hàn Phong, Dương Diệp cảm thấy âm thanh xung quanh như biến mất, đúng vậy. Âm thanh chiến đấu của Hiểu Vũ Tịch cùng Mạc Khinh Ngữ ở bên cạnh nhưng hắn không nghe thấy. Hiện tại hắn chỉ nghe thấy tiếng tim của mình đang đập. Trước khi bắt được Cửu U Hàn Phong, hắn còn có lòng tin to lớn, nhưng hiện tại sau khi nắm được Cửu U Hàn Phong, lòng tin của hắn lại dao động. Trực giác cùng cảm giác nói cho hắn biết, với thực lực của hắn hiện tại căn bản không cách nào thu phục Cửu U Hàn Phong, bởi vì nó ẩn chứa một tia năng lượng màu xanh đã có uy lực tàn phá thiên địa. Hắn chỉ có thân thể nhân loại thì làm sao có thể thu phục linh vật thiên địa được chứ? Suy nghĩ rất tốt đẹp nhưng hiện thực cũng tàn khốc. Không buông tha, vô cùng có khả năng sẽ chết, người vừa chết, tất cả đều biến thành mây khói, bản thân mình cam tâm chết sao? Đương nhiên hắn không cam lòng chết đi, dù sao hắn còn thật nhiều chuyện muốn làm, thế gian này có nhiều thứ làm hắn lưu luyến, hắn không thể buông tha, hắn cam tâm buông tha hay sao? Đương nhiên hắn không cam lòng. Mục đích mình tiến vào cổ chiến trường là vì cái gì? Tự nhiên là vì trở nên mạnh mẽ hơn trước, hiện tại chỉ cần hắn thôn phệ Cửu U Hàn Phong, trong tương lai khi tranh đấu với đám yêu nghiệt, hắn cũng có thể tìm được một nơi sống yên ổn. Hiện tại hắn cần phải ép mình mạnh hơn, bằng không hắn dựa vào cái gì đối kháng với Bách Hoa Cung. Không thể cứu mẫu thân ra ngoài, hắn sống còn có ý nghĩa gì? Nói cách khác, nếu như hắn không mạnh hơn, Dương Diệp hắn còn sống chẳng khác gì đã chết. Nghĩ vậy, Dương Diệp nở nụ cười, đúng vậy, hắn tu luyện tới hiện tại, đặc biệt là kiếm đạo, hắn không có dựa vào công pháp, cũng không dựa vào huyền kỹ, kỳ thật hắn dựa vào bản tâm của mình. Trên con đường võ đạo, chắc trở tầng tầng, không có bản tâm cố định, hắn làm sao có thể đạt tới đỉnh phong võ đạo. Mà vấn đề làm khó tu luyện giả lớn nhất trong khi tu hành võ đạo lại không phải là tư chất, cũng không phải công pháp, cũng không phải tài nguyên tu luyện, mà là tâm cảnh. Người có tâm cảnh cường đại sẽ là người yếu. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu cường giả dựa vào thiên phú và công pháp đi tới đỉnh phong? Tâm, là khó tu luyện nhất, cho dù đạt tới Dương Diệp kiếm tâm thông minh, đồng thời kiếm ý đạt tới lục trọng đỉnh phong, tâm cảnh của hắn vẫn có thiếu hụt. Nhưng còn hoàn hảo, lúc này hắn đã ý thức được. Hít sâu một hơi, trong mắt Dương Diệp sinh ra thần thái kiên quyết, so với việc sống trong uất ức, còn không bằng hiện tại buông tay đánh cược một lần. Không phải là một cái thiên địa linh vật hay sao? Bản thân mình chưa từng hàng phục qua, hắn cần gì phải do dự chứ? Vừa nghĩ tới điểm này, thân thể Dương Diệp hơi động, chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt cơn gió màu xanh vừa đánh vỡ bình chướng màu tím, sau đó hắn vươn tay phải về phía trước, hắn nắm một cái, đôi mắt Dương Diệp co rút dữ dội, bởi vì thời khắc hắn chạm vào cơn gió màu xanh kia, huyết nhục trên bàn tay của hắn biến thành thịt nát. Không dám do dự, không dám dừng lại, Dương Diệp há mồm hút một cái, hắn nuốt cơn gió vào bụng, sau đó. Vào thời khắc cơn gió màu xanh kia tiến vào trong bụng, đôi mắt Dương Diệp mở to, ngay sau đó dung mạo vặn vẹo khó nói thành lời, thất khiếu của Dương Diệp chảy ra vô số máu tươi. Không chỉ có như vậy, từng cơn gió lạnh không ngừng quét qua cơ thể, cơn gió này lạnh lẽo mà phân tán, nó không ngừng ăn mòn toàn bộ thân thể Dương Diệp. Dương Diệp bây giờ có cảm giác gì? Đau, đau tận cốt tủy, đau tận linh hồn. Hắn đã niềm thử nổi đau da thịt khi hàng phục U Minh Quỷ Hỏa, cho nên hắn sớm có tâm lý sẽ chịu đau đớn. Nhưng lần này thì khác, bởi vì nó đau từ linh hồn. Vào lúc cơn gió màu xanh tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, nó không có phá hư nội tạng của hắn, mà là lực lượng âm hàn của nó đang giày vò linh hồn Dương Diệp. Linh hồn đau,
nỗi đau này còn mạnh hơn nỗi đau thân thể vô số lần. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt của Dương Diệp vặn vẹo vì đau đớn, thân thể run rẩy dữ dội, lực lượng âm hàn không ngừng ăn mòn thân thể Dương Diệp, nó không khác gì vô số cây dao đang cắt nhỏ từng thớ thịt trên người, cho dù thân thể của hắn rất mạnh cũng không sinh ra tác dụng gì. Thân thể cùng linh hồn không ngừng đau nhức, làm cho ý thức của Dương Diệp từ từ mơ hồ, thế nhưng, hắn biết, hắn không thể để ý thức mơ hồ, hắn phải bảo trì thanh tỉnh, bởi vì nếu ý thức triệt để mơ hồ, khi đó hắn không thể dựa vào phương pháp mà Mạc lão dạy để thu phục Cửu U Hàn Phong, nói cách khác, chỉ cần ý thức của hắn mơ hồ thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Trong cơ thể, sau khi Dương Diệp nuốt cơn gió màu xanh vào người, giống như có bảo vật đang du đãng trong cơ thể Dương Diệp, vì sao nó không phá hư thân thể Dương Diệp? Bởi vì trong cơ thể Dương Diệp lúc này bị có một tầng huyền khí màu tím bao phủ, chính bởi vì có huyền khí màu tím, cho nên hắn mới dám trong tình huống không có chuẩn bị đi hấp thu Cửu U Hàn Phong. Kinh mạch trong người hắn rất mạnh, hơn nữa có thêm huyền khí màu tím bảo hộ thân thể, hắn cho rằng hắn đã có thể ngăn chặn Cửu U Hàn Phong trong chốc lát. Đương nhiên, nếu như cơn gió màu xanh muốn phá hư, huyền khí màu tím cũng không thể ngăn cản được bao lâu, nhưng làm cho Dương Diệp nghi ngờ chính là cơn gió màu xanh không có phá hư huyền khí màu tím, mà là muốn tiếp cận huyền khí màu tím. Đúng vậy, cơn gió màu xanh không ngừng du đãng trong cơ thể Dương Diệp, từ đó nó cũng tiếp xúc với huyền khí màu tím, dần dần nó cũng tiếp cận huyền khí màu tím, thế nhưng nó đang kiêng kỵ cái gì đó, nó vừa mới tiếp xúc đã thu liễm trở lại, nhưng nó lại không cam lòng. Sau đó lại tiếp tục đi tới gần, nhưng mỗi khi tiếp xúc với huyền khí màu tím kia, nó lại đi lòng vòng và lui về phía sau. Về phần tại sao Dương Diệp lại thống khổ như vậy, đó là bởi vì tiềm thức của Cửu U Hàn Phong luôn phóng thích gió lạnh đáng sợ, Cửu U Hàn Phong có thể không biết, nhưng chỉ động tác vô tình của nó lại có thể tiễn Dương Diệp đi về Tây Thiên. Vì sao Dương Diệp hắn lại dám nuốt Cửu U Hàn Phong? Đương nhiên hắn ỷ vào vòng xoáy nhỏ, cũng giống như lần trước. Dương Diệp dùng phương pháp mà Mạc lão dạy để khống chế Cửu U Hàn Phong, nhưng sự việc không lý tưởng, bởi vì một khi dùng phương pháp kia, Cửu U Hàn Phong sẽ phản ứng rất lớn, sau đó sẽ càng nhảy nhót tưng bừng trong người hắn, càng làm Dương Diệp thống khổ. Áp chế cảm giác đau đớn tới từ linh hồn bản thân, Dương Diệp bắt đầu dùng phương pháp thứ hai, đó là dùng vòng xoáy nhỏ ép chặt cơn gió màu xanh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cơn gió màu xanh tiến vào trong vòng xoáy nhỏ, kết cục sẽ giống như U Minh Quỷ Hỏa. Dùng phương pháp gì đây? Tự nhiên là dùng huyền khí màu tím, dưới sự khống chế của Dương Diệp, huyền khí màu tím hóa thành khí lưu chậm rãi ép tới gần cơn gió màu xanh. Nhìn thấy huyền khí màu tím tới gần, dường như cơn gió màu xanh rất vui mừng, nhưng nó lại rất kiêng kỵ, muốn chủ động đi tới gần nhưng không dám, sau đó nó chỉ có thể bị huyền khí màu tím ép tới gần vòng xoáy nhỏ. Giữa sân, Hiểu Vũ Tịch cùng Mạc Khinh Ngữ cũng không có ở chiến đấu, bởi vì thời khắc cơn gió màu xanh bị Dương Diệp nuốt vào bụng, bọn họ có chiến đấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn gương mặt Dương Diệp vặn vẹo, sắc mặt thống khổ tới cực điểm, dường như nội tâm của Hiểu Vũ Tịch bị bóp mạnh một cái, bước chân khẽ nhúc nhích, dường như nàng muốn tới gần Dương Diệp, thế nhưng vừa nghĩ tới Mạc Khinh Ngữ đang ở bên cạnh, nàng đã áp chế xúc động trong lòng, sau đó chỉ có thể vừa lo lắng Dương Diệp, vừa đề phòng Mạc Khinh Ngữ. Tử Điêu cũng như thế, nó rất muốn tiến lên xem Dương Diệp thế nào, thế nhưng nó không thể, bởi vì nó phải áp chế tốc độ của Mạc Khinh Ngữ. Hắn dám nuốt sống Cửu U Hàn Phong. Đôi mắt Mạc Khinh Ngữ híp lại, trong mắt mang theo thần sắc không dám tin. Sở dĩ nàng dám đánh chủ ý lên Cửu U Hàn Phong, ngoại trừ bởi vì nàng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh có thể ảnh hưởng tới Cửu U Hàn Phong ra, hơn nữa gia tộc của nàng cũng có rất nhiều phương pháp. Bản thân Dương Diệp lại dám nuốt sống. Điều này cũng làm nàng khó tin và khiếp sợ không nhỏ. Hiu. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó có một người xuất hiện trong mắt Mạc Khinh Ngữ cùng Hiểu Vũ Tịch. Nhìn thấy người này, đôi mắt của Mạc Khinh Ngữ sáng lên, nàng dùng ánh mắt hả hê nhìn sang Hiểu Vũ Tịch. Đôi mắt của Hiểu Vũ Tịch lại trầm xuống và hoảng hốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.